chương 426, thế thì không phải mất uy tín sao. Sắc mặt Dương Tuấn Thiên khó coi vô cùng, trước kia khinh thường. Trúc Minh biết bao nhiêu, thể thốt chắc nịch rằng mình có thể thắng anh ta, kết quả thì sao? Bị người ta đè ra đất trà đạp. Mất mặt quá đi mất thôi. Lại còn mất mặt dưới sự chứng kiến của Lâm Mộng Vân, Dương Tuấn Thiên muốn chết đi cho rồi. Lâm Mộng Vân cũng ngượng ngùng không kém. Có chơi có chịu, vốn dĩ nên gọi cho ba để ba đến là xong, nhưng làm như thế thật thì mặt mũi của đội xe Ferrari để đâu? Nhưng không gọi thì họ lại thành thứ gì trong mắt người khác đây? Đội xe không có chữ tín, sắp bị cả giới đua xe cười vào mặt. Lâm Mộng Vân gian nan rút điện thoại ra, không cam tâm mở danh bạ ra. Dương Tuấn Thiên đứng một bên không hé răng được nửa chữ. Có cục diện như bây giờ cũng là do anh ta không bằng ai. Ây! Ngay lúc Lâm Mộng Vân bấm gọi thì một cánh tay cường tráng gạt điện thoại ra. Hửm! lâm mộng vân ngẩng đầu lên mới thấy là giang sách đã tắt điện thoại của mình anh cười nhẹ nói không cần gọi đâu không gọi thế thì không phải mất uy tín sao dương tuấn thiên ở một bên đay nghiến trong cái đầu heo của anh nghĩ gì đó với một tay đua mà nói thì chữ tín quan trọng hơn hết có biết không giang sách chỉ cười anh nhìn sang trúc minh nói một cách bình tĩnh tôi đua với anh một lần nữa được không tôi thắng thì chuyện này bỏ qua tôi thua thì tùy anh xử lý chúc minh đánh giá giang sách một chốc anh là ai tôi là giang sách là người mới đến đội xe hôm nay người mới chúc minh cười phụt một người mới thì có tư cách gì mà thử thách tôi nếu thứ rác rưởi nào chạy đến thách thức tôi đều tiếp hết thì không phải tôi sẽ bận chết sao cút đi giang sách lắc đầu nói nhưng anh có lý do để bắt buộc phải thi đấu với tôi ô thật ra anh không cần nói chuyện với ông lâm nói với tôi là được rồi Chúc Minh buồn cười, sao, chức quan của anh còn lớn hơn của Lâm Gia Vinh à? Giang Sách lắc đầu, ý tôi là, ông Lâm vô tội. Lúc đó ông ấy chỉ ngồi trên xe mà thôi, người lái xe đâm vào xe của Khương Chi Sơn là tôi. Bốn bề im lặng. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Giang Sách, trên mặt mọi người toàn là sự kinh ngạc. Dương Tuấn Thiên lúc này mới nhớ lại lúc Lâm Gia Vinh đưa Giang Sách đến, ánh mắt mừng rỡ, còn nói gì mà Giang Sách đã đánh bại Khương Chi Sơn? hóa ra tên tội đồ đầu sỏ là giang sách dương tuấn thiên mắng ầm lên thằng rác rưởi đều là vì mày mới xảy ra chuyện quái gở ngày hôm nay mày đúng là sự sỉ nhục của đội xe này giang sách vẫn bình tĩnh đáp lời gây ra chuyện không đáng sợ có bản lĩnh giải quyết là được sỉ nhục thật sự là những người năng lực không ra sao thua rồi thì học thói của bậy mày nói bậy gì đó dương tuấn thiên giơ tay lên muốn tẩn giang sách nhưng đã bị lâm mộng vân ngăn lại Cô ta lạnh mặt, Tuấn Thiên, anh vẫn chê chưa đủ mất mặt à? Dương Tuấn Thiên cắn răng, ruột tay về. Trúc Minh ở đối diện cũng hiện rõ nét giận dữ trên mặt, nhìn chằm chằm giang sách 10 giây rồi lạnh lùng hỏi, là anh lái xe thật đúng không? Đúng, một người mới như anh mà cũng có thực lực đó. chương 427, đầu óc giang sách có vấn đề à? Anh lại muốn làm gì nữa? Trúc Minh hỏi. Chỉ thấy giang sách đút tay vào áo, sau đó nhờ người khác thảo một sợi dây dày ra buộc chặt ống tay áo lại thế thì giang sách biến thành kẻ một tay anh nói với giọng điệu nhàn nhạt, nhạt được rồi chúng ta bắt đầu đi ừ. Hửm, trúc minh khó hiểu ý anh là sao sao lại đua với tôi trong trạng thái này giang sách gật đầu kỹ thuật lái xe của anh quá tồi nếu dùng hai tay để đua với anh thì tôi thắng dễ quá vậy nên chấp anh một tay đó để cho công bằng không một ai nói được gì giang sách là một người mới, một người mới chuyển nghề từ bác sĩ sang, thế này thì không phải quá điên cuồng rồi ư. Đối diện là tay đua ép một chuyên nghiệp có kỹ thuật lái xe siêu mạnh, hạng nhì của đội xe Lamborghini, sự tồn tại đáng sợ đến cả Dương Tuấn Thiên cũng trào thua trong chốc lát. Thế mà Giang Sách chỉ dùng một tay để đua. khinh thường ai thể. Đừng nói là đua một tay, người bình thường muốn lái xe ổn định bằng một tay cũng khó mà làm được. Độ khó quá cao. Đối diện với sự thách thức này, trên mặt Trúc Minh lộ ra vẻ phẫn nộ, Giang Sách, anh đừng có khinh người quá đáng. Giang Sách lại bình tĩnh, muốn tôi không khinh anh thì lấy thực lực ra mà nói chuyện. Được, hôm nay ông sẽ cho mày biết thế nào là thực lực chân chính. Trúc Minh cũng không giấu nghề nữa, hôm nay phải dùng hết sức mới được, đánh cho cái tên Giang Sách này phải bò dạp mới thỏa cơn giận trong lòng mình. Dám dùng một cánh tay để thi đấu, ha ha, phải cho tên ảo tưởng này biết chút lễ độ rồi sau đó hai người lần lượt lên xe. Khi hai chiếc xe dừng lại trước vạch xuất phát, mọi người lại bất ngờ thêm lần nữa. Trúc Minh vẫn lái chiếc Lamborghini yêu dấu của mình, tính năng xa là đỉnh nhất khỏi bàn cãi, là món đồ sở hữu kỹ thuật khoa học tiên tiến nhất. Thế nhưng Giang Sách lại lái chiếc Ferrari 458. Một sản phẩm của mấy năm về trước, gần như sắp bị đào thải khỏi thị. Trường, nếu là người thường thì lái 458 sẽ ngầu lắm, nhưng với tay đua chuyên nghiệp mà nói thì tính năng chiếc xe này không còn đuổi kịp nhu cầu của họ nữa lái loại xe này thì từ lúc bắt đầu đã thua trắng dương tuấn thiên nóng vội gào lên giang sách đầu óc anh có vấn đề à mau xuống khỏi chiếc xe ông già đó đi dùng chiếc ferrari mới nhất của tôi đây này cả chỗ này chỉ có xe tôi mới có tính năng mạnh tương đương với xe của trúc minh giang sách cười lắc đầu không cần mọi người đều ngơ ngác Đầu óc giang sách có vấn đề à? Dương Tuấn Thiên hỏi, tại sao? Anh lái chiếc xe cũ này thì có gì hay đâu? Giang sách nói, đội trưởng, chuyện anh vừa dạy tôi mới đó mà anh lại quên rồi sao? Tay đua chúng ta so kỹ thuật chứ không so tính năng xe. Nếu lái xe có tính năng tốt mãi thì sẽ ỉ lại vào chúng, một khi quen rồi thì rất khó sửa. Vậy nên tôi mới lái chiếc có tính năng thấp hơn một chút, thế thì mới thể. Hiện được hết kỹ năng của tôi. Dương Tuấn Thiên giờ khóc dở cười. Anh ta thật muốn bổ đầu Giang Sách ra xem thử bên trong đó có phải toàn nước hay không. Anh ta vì không muốn để Giang Sách lái xe tốt nên mới nói bừa, sao Giang Sách lại tin được. Đúng là bị điên mà. Giang Sách, tôi, tôi, tôi thật sự muốn bóp chết anh cho rồi. Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, Giang Sách lái chiếc xe cổ lỗ sĩ rồi bắt đầu PK với Trúc Minh. Chương 428, nhưng khúc rẽ thì không như vậy không những chấp một cánh tay mà cả xe cũng chấp, giang sách quả thật không coi Trúc Minh ra gì. Một tiếng còi vang lên, hai chiếc xe bắt đầu xuất phát. Tính năng mạnh của Lamborghini, động cơ vận hành nhanh, chớp mắt đã xông lên phía trước. Nhìn lại chiếc Ferrari 458, chậm rãi như cũ, không nhanh không chậm mà từ từ xuất phát. Bắt đầu thôi mà đã chậm nửa nhịp so với người khác. Dương Tuấn Thiên bịt mắt lại, đúng là đồ ngốc mà. Còn chưa đua đã chậm nửa nhịp, về sau làm sao đuổi kịp được. Giống như lời anh ta nói, tính năng hai chiếc xe đó hoàn toàn không có tính so sánh, động cơ của Lamborghini phát ra tiếng gầm vang trời, cả đường kéo theo cả tia lửa, cứ sộc thẳng về phía trước. Tốc độ đó khó mà hình dung được. Trong lòng Trúc Minh đang nghẹn một cục tức, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa ai có thái độ khinh thường với anh ta như vậy, anh ta muốn giang sách biết khinh thường anh ta sẽ có kết quả gì. Anh ta không những muốn thắng mà còn phải thắng triệt để. Bởi vì tính năng hai chiếc xe khác xa quá lớn nên trên quãng đường thẳng đầu tiên, không hề nghi ngờ gì, chiếc Lamborghini dẫn đầu cách xa khoảng cách 4-5 chiếc xe, có thể dùng hai chữ đè bẹp để miêu tả. Đội xe Lamborghini giơ cao tay hoan hô. Đội Ferrari toàn đồ ngu không nhỉ? Lái chiếc đó mà cũng đòi thắng. Ham thắng thua quá nên điên đúng không? Không thấy lạ, dù gì đội trưởng của chúng cũng chỉ là một thằng kém cỏi tướng nào binh nấy, đội trưởng hèn kém thế thì anh trông mong đội viên mạnh được tới đâu. Cuộc thi lần này không còn gì để lo rồi. Trên mặt đội viên đội xe Ferrari lúc này đều mang theo sự tức giận, nhưng không có lý do gì để phản bác. Trên sân đua, thua kém là tội ác. Bạn đua không nhanh bằng người ta thì bạn xứng đáng bị người ta đạp dưới chân, đây là lĩnh vực không trắng thì đen, không hề có khả năng chết đứng. Dương Tuấn Thiên quay mặt đi rồi mắng, tên phế vật giang sách này, đúng là làm chúng ta mất mặt hết rồi. Lâm Mộng Vân cũng thở dài. Ban đầu cô ta thấy giang sách mạnh miệng thế thì phải có bản lĩnh gì thật sự nhưng bây giờ xem ra chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng, không có năng lực chi thích lớn tiếng kêu gào ảo tưởng mà thôi. Kết cục thua cuộc dường như đã được định sẵn. Đội xe hai bên mang hai thái cực biểu cảm, tinh thần. Dưới sự quan sát của mọi người, hai chiếc xe cuối cùng cũng đến khúc rẽ đầu tiên đua xe không so tính năng xe mà là so kỹ thuật cá nhân trong đó đường rẽ là nơi dễ thể hiện kỹ thuật cá nhân nhất bởi vì trên đường thẳng bạn chỉ cần đạp ga thật mạnh là được xe nhanh hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tính năng xe không liên quan gì tới tay đua nhưng khúc rẽ thì không như vậy ở nơi rẽ bạn chọn cách gì để vào đường rẽ chọn thời cơ nào để rẽ đều rất quan trọng sau khi vào ngã rẽ phải làm thế nào để ra khỏi đó nhanh càng là nơi để quyết định thắng thua nữa ở đường cong thế này, tính năng xe tốt hay không đã không còn là nhân tố quyết định, trình độ cá nhân của tay lái mới là nhân tố quyết định ảnh hưởng kết quả. Mọi người đều tin thực lực của Trúc Minh rất ổn. Bỏ ra những nhân tố chủ quan, ai cũng biết bây giờ giang sách lái xe với một tay, với trạng thái đó thì đến việc xoay vô lăng mạnh anh còn khó mà làm được thì đừng nói gì là thắng Trúc Minh ở ngã rẽ. Đó là chuyện không thể nào. Chương 429, trượt đuôi xe sau khi đến ngã rẽ đầu thì e là kết quả sẽ chắc chắn. Trên đường thẳng không chạy kịp người ta, nếu vào khúc rẽ mà thua nữa thì giang sách chắc chắn không còn cơ hội vượt lên. Mọi chuyện chỉ còn cách dựa vào kết quả sau đường rẽ đầu tiên. Dương Tuấn Thiên, Lâm Mộng Vân không ôm hy vọng gì, trong mắt họ thì giang sách chắc chắn sẽ thua. Bọn họ quan tâm hơn hết là một lát nữa phải gọi cho Lâm Gia Vinh thế nào. Ngay lúc họ đang lơ đánh, cho rằng thắng thua đã định thì chuyện không ngờ tới đã xảy ra. Chỉ thấy chiếc Lamborghini vào khúc cua thì giảm tốc, đây là chuyện bình thường vô cùng, giảm tốc, bắt đầu rẽ, rồi tăng tốc ra khỏi đường rẽ, đây là quá trình không có ai không biết. Hơn nữa những lựa chọn của Trúc Minh đều gần như hoàn hảo, cho dù là người đàn ông ghê gớm nhất đội anh ta có đến cũng chưa chắc làm tốt hơn. Đây vốn dĩ là lúc gia tăng cự ly. Nhưng mà khoảng cách hai chiếc xe không những không tăng thêm mà ngược lại trong chốc lát bỗng thu hẹp lại đến mức không cần phải tính toán. Là vì chiếc 458 không hề giảm tốc mà xông thẳng lên với tốc độ nhanh nhất. Một chiếc giảm tốc, một chiếc tăng tốc với tốc độ nhanh nhất. Kết quả không nghĩ cũng biết. Chiếc 458 đổi thẳng lên trên, thậm chí có hơi vượt mặt. Mọi người ngứa hết cả ra. Tên đần đó muốn làm gì thế? Điên rồi à? vào khúc cua với tốc độ đó thì bay ra ngoài mất. Có lẽ là sợ thua nên vội đây mà. Ây, đáng thương ghê, thua thì thua thôi có gì đâu. Anh ta sông lên như thế không chết thì cũng bị thương mất. Đội viên của đội xe Lamborghini thậm chí còn nảy lên một tia, thương hại, cho giang sách, cho rằng tỷ lệ sống của anh không cao. Còn về Dương Tuấn Thiên, ngược lại anh ta nở một nụ cười. Ha ha, để anh hả hê, bây giờ hay rồi, hả hê mất cả mạng như chơi. Trong đám người chỉ duy nhất một kẻ có sự thay đổi rất lớn trên khuôn mặt, đồng thời cũng tỏ vẻ kỳ vọng, đó chính là Lâm Mộng Vân. Tốc độ này, cảnh tượng này, cô ta nhớ rất rõ. Gần như là giống hệt với cảnh cô ta nhìn thấy lúc về, không còn nhanh hơn cả lúc đó, còn chính xác hơn. Chẳng lẽ Giang Sách mới là người lái xe? Trong lòng Lâm Mộng Vân nảy ra một hy vọng mãnh liệt, hy vọng kỳ tích đó sẽ phát sinh lần nữa. Ngoài cô ra không ai từng chứng kiến cảnh tượng kỳ tích đó. Quả nhiên, một giây sau, kỳ tích xảy ra. Giây phút chiếc Ferrari xông lên ấy, bánh xe ghi mạnh, chiếc xe bật mạnh ra, cả chiếc xe để lại những vết hằn trên mặt đường. Trượt đuôi xe, mọi người đều kinh ngạc. Ai cũng từng chứng kiến kỹ thuật trượt đuôi xe, ai cũng biết nhưng không ai dám trượt đuôi xe với tốc độ nhanh nhất thế này. Không những cần có kỹ thuật lái xe cực kỳ ổn, mà còn có tâm lý vững cực độ bởi vì trượt đuôi xe không chỉ là trượt đuôi của chiếc xe, mà là của mạng người. Ở trạng thái thường trượt đuôi xe có thể gặp bất chắc huống hồ gì là với tốc độ cao. Sơ suất nhỏ một chút thôi cũng mất mạng. chương 430, thì ra, người lợi hại thật sự là giang sách. Nhìn lại chiếc Lamborghini đằng sau, vẫn còn cố chấp tăng ga, đợi đến khi anh ta tăng tốc lại từ tốc độ chậm ban nãy thì chiếc Ferrari 458 không biết đã bỏ xa bao nhiêu đoạn. Kỹ thuật hai bên hoàn toàn chênh lệch. Lâm Mộng Vân nắm chặt nắm đấm hét lên một tiếng, chính là anh ấy. Đúng vậy, chính là anh, chính là động tác này, đây chính là kỳ tích mà Lâm Mộng Vân đã nhìn thấy. Lâm Mộng Vân xem đến si mê, Dương Tuấn Thiên bên cạnh thì lại căm tức nắm chặt quả đấm, hận thù đối với giang sách càng thêm sâu. Anh ta nhìn chằm chằm con Ferrari 458, cảm giác đố kỵ cực sâu bốc lên từ đáy lòng. Lâm Mộng Vân vẫn không ngừng nói với anh ta, Tuấn Thiên Anh thấy không? Giang sách sử dụng kỹ thuật vào khúc cua, đây chính là tuyệt kỹ mà tôi từng nhắc với anh trước đó. Trước đó tôi còn tưởng người lái xe là anh, tưởng nhầm là anh nắm giữ kỹ thuật này, chà chà, thật đúng là một hiểu nhầm lớn. Thì ra, người lợi hại thật sự là Giang Sách. Dương Tuấn Thiên hứng chịu một vấn điểm tổn thương. Cùng là đàn ông, nghe người ta nói như vậy còn tức đến phút máu, huống chi là loại đàn ông có lòng tự trọng cao như Dương Tuấn Thiên này. Càng quan trọng là, lời này còn phát ra từ miệng Lâm Mộng Vân. Lâm Mộng Vân, đây chính là người phụ nữ mà Dương Tuấn Thiên yêu thích. Người phụ nữ mình yêu thích lại nói mình không bằng một người đàn ông khác. Ha ha, đến chuyện này mà còn có thể nhịn được, Dương Tuấn Thiên thật sự không còn là đàn ông rồi. Anh ta cảm thấy trong lồng ngực như đang có lửa giận thiêu đốt. Lại nhìn trong sân, sau khi trải qua khúc cua thứ nhất, 458 rõ ràng chiếm cứ ưu thế dẫn đầu. Nhưng bởi vì tính năng xe có sự chênh lệch, chiếc Lamborghini đằng sau vẫn bán rất sát sao, một giây cũng không thả lỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể vượt qua vấn đề là khúc cua thứ hai, thứ ba, thậm chí là khúc cua thứ tự đã đến ngay tiếp đó rồi. Sau khi liên tục vượt qua nhiều khúc cua, nhìn chiếc Ferrari 458 lao vút phía trước, lại nhìn chiếc Lamborghini kia, đến đuôi xe người ta cũng không nhìn thấy rồi. Phải biết rằng, đây là giang sách lái xe dưới tình huống chỉ dùng một bàn tay, lại còn lại một chiếc xe cũ. Nếu giang sách thả lỏng, lái xe dưới trạng thái toàn thịnh, sợ là ngay từ lúc bắt đầu đã bỏ xa Trúc Minh cuối cùng mọi người cũng hiểu vì sao giang sách lại ngung cuồng như thế ngung cuồng bởi vì người ta có vốn liếng để ngung cuồng nếu bọn họ cũng có được kỹ thuật lái xe đỉnh như vậy tin chắc còn trở nên ngung cuồng hơn cả giang sách phần sau của trận đấu cũng không còn gì hồi hộp nữa giang sách dẫn đầu xông qua đường dây tại điểm kết thúc mà chiếc lamborghini đến cuối cùng cũng từ bỏ chậm rãi đi đến đích Chúc Minh xuống xe, có thể nhìn ra cảm giác mất mát thật sâu trên mặt anh ta. Người ta đã nhường anh ta nhiều như vậy, kết quả anh ta vẫn thua, lại còn thua rất thảm. Anh ta tự nhận mình là người có kỹ thuật lái xe đứng thứ hai trong nước, hiện tại mới coi như biết thế nào là người tài còn có người tài hơn. Nếu nói ai còn có thể thắng Giang Sách, có lẽ chỉ có người đàn ông được gọi là tay đua mạnh nhất trong đội Lamborghini kia. Chúc Minh đi tới trước mặt Giang Sách, tuy trong lòng cực kỳ khó chịu nhưng anh ta chịu nhận thua làm một tay đua xe chữ tín là quan trọng nhất anh ta chủ động vươn tay với giang sách tôi thua giang sách giơ tay bắt tay anh ta cũng chủ động nói lời xin lỗi về chuyện của ba anh tôi cũng nhận lỗi với anh là tôi làm có hơi quá chúc minh cười ha ha thật ra ba tôi cũng không có vấn đề gì chỉ là nuốt không trôi cơn giận này ông ấy với lâm gia vinh đấu đá nhau cả đời lần đầu tiên thua thảm như vậy cho nên mới để tôi đến tìm về chút mặt mũi thay ông ấy. Ai, ai biết tôi tài nghệ không bằng người ta, lần này đi cũng coi như để ba tôi biết rõ, chắc phải cho tôi nghỉ ngơi một trận rồi. chương 431, huấn luyện viên dạy thế nào? Không thể không nói, tuy Trúc Minh có vẻ cuồng vọng tự đại, nhưng tính cách rất hào sảng, thua thì thua, không có một câu oán hận nào. Đối với người mạnh hơn mình, Trúc Minh chưa bao giờ nói lời vô nghĩa. Đối với giang sách là vậy, đối với người đàn ông khác cũng là vậy hai người bắt tay trúc minh nói quyết định thế nhé dựa theo ước định ban đầu tôi thua chuyện này cứ thế mà chấm dứt giang sách lần sau gặp lại chính là trên trường đua ở vùng núi xa đến lúc đó đấu cùng anh không phải là tôi mà là người đàn ông kia anh chỉ có nước thua thôi giang sách nở nụ cười xin lỗi nhé đời này tôi không biết chữ thua viết thế nào hai người đều cực kỳ ngông cuồng Trúc Minh cười càng thêm vui vẻ, không biết chữ thua, viết thế nào sao. Không nghĩ tới người như anh còn là tên thật học đấy. Có rảnh thì mua cuốn từ điển về đi. Anh ta lắc lắc tay, xoay người rời đi. Lúc đi ngang qua bên người Dương Tuấn Thiên, Trúc Minh hừ lạnh một tiếng, ai, thật sự là kỳ lạ, có vài người có năng lực thấp kém như vậy mà cũng có thể làm đội trưởng. Nếu có thể tự mình hiểu lấy thì đã sớm cút đi rồi, nhưng ngôi cho cao thủ chân chính thật sự, Lời này khiến Dương Tuấn Thiên nghiến răng nghiến lợi. Lửa giận tích tụ. Cuộc tranh tài đêm nay, Giang Sách cướp được sự nổi bật, mà tất cả sự cười nhạo, khinh bỉ, châm chọc đều rơi vào trên người Dương Tuấn Thiên. Một trời một vực. Nếu có thể, Dương Tuấn Thiên hận không thể chém Giang Sách thành tám miếng. Trận đấu kết thúc, người của đội Lamborghini thi nhau rời đi, Lâm Mộng Vân thì vui vẻ chạy tới, thân thiết bắt chuyện với Giang Sách. Nhìn thấy người phụ nữ mình yêu cùng người đàn ông khác nói chuyện vui vẻ như thế, Dương Tuấn Thiên càng thêm đố kỵ hơn. Phẫn nộ cùng ghen tị hòa vào nhau. Dương Tuấn Thiên vẫy tay với Điền Kê. "Đội trưởng, có chuyện gì thế?" Điền Kê cẩn thận hỏi, biết lúc này tâm trạng Dương Tuấn Thiên khó chịu, không thể đắc tội. Dương Tuấn Thiên thấp giọng nói, "Tìm vài người, dạy cho tên khốn nạn kia một bài học cho tao." Tên khốn nạn kia, đương nhiên chỉ Giang Sách Điền kê gật đầu, lấy điện thoại ra đang định gọi. Dương Tuấn Thiên lại bổ sung thêm, đừng gọi điện thoại cho người nhà, bỏ tiền ra tìm người ngoài làm việc này, không được để Ngài Lâm và Mộng Vân phát hiện. Vâng, em biết rồi. Điền kê sau khi tìm kiếm một hồi thì thấy được một dãy số thích hợp, lập tức gọi qua. Alo, đại ca cổ, có đơn hàng, nhận không? 30 vạn, Điền kê nhìn Dương Tuấn Thiên. Dương Tuấn Thiên gật đầu. Chốt đơn, làm việc trước trả tiền công sau, đêm nay phải xử lý xong. Ferrari 458, buổi tối sẽ từ. Bên này Điền Kệ đang tìm người ngoài đối phó giáng sách, bên kia Lâm Mộng Vân và giang sách lại không hay biết gì, đang không ngừng nói gì đó. Lâm Mộng Vân vừa kinh ngạc lại tò mò với việc giang sách có được kỹ thuật. Lái xe xuất sắc như vậy. Cô ta hỏi, giang sách, anh học kỹ thuật lái xe từ đâu thế? Tây cảnh. Tây cảnh sao? sao lại ở nơi đó trước kia tôi tham gia quân ngũ tại tây cảnh có huấn luyện viên chuyên nghiệp dạy chúng tôi kỹ thuật lái xe huấn luyện viên dạy thế nào trọng tâm chỉ có một điểm nhanh hơn người khác giang sách nhún vai chúng tôi học lái xe là vì giết người và chạy trốn bất kể là phương diện nào cô đều phải làm nhanh hơn người khác cho nên bất kể chúng tôi có lái xe gì đều phải tận dụng tất cả mọi khả năng vượt qua đối thủ nhanh hơn người ta mới có thể thực hiện bước tiếp theo lái xe tại Tây Cảnh, ai chậm thì người đó mất mạng. Lâm Mộng Vân gật đầu. Vậy thì không lấy làm lạ khi Giang Sách có thể có kỹ thuật lái xe xuất sắc như vậy rồi. Bởi vì bạn chậm hơn người khác, mạng của bạn sẽ không còn, buộc bạn phải không ngừng vượt qua bản thân mình. chương 432, anh còn 5 giây. Sắc trời không còn sớm, tôi nên trở về nhà rồi. Ừm, thế ngày mai hẹn gặp nhau tại sân huấn luyện nhé. Hai người chào tạm biệt. Giang sách lên xe, lập tức rời đi, căn bản không có chú ý tới Dương Tuấn Thiên ở đằng sau đang lộ ra nụ cười âm hiểm. Lần về nhà này, anh còn có thể thuận lợi về đến nhà sao? Chiếc siêu xe mặc sức tung hoành lao nhanh trên đường cái rộng lớn. Giang sách lái chiếc Ferrari 458 với tốc độ như bay, càng lúc lại càng nhanh cho đến khi tận hứng, thậm chí còn mở cửa sổ xe để cảm nhận tiếng gào thét của gió lớn bên ngoài. 200, đã là đàn ông thì đều có sở thích riêng, có người thích chơi game, có người thích hoạt hình, có người thích ở nhà, có người lại thích đi du lịch, còn giang sách thì thích xe. Tuy chiếc xe này khá cũng nhưng vẫn là xe của hãng Ferrari, một chiếc siêu xe đã có giá hơn 200 vạn. Đối với một người đi taxi quanh năm như Giang Sách thì thỉnh thoảng lại một chiếc siêu xe như vậy quả thật rất tuyệt. Giống như một người đã bỏ thuốc nhiều năm bỗng một ngày được hút lại, cảm giác hút hết điếu này đến điều khác thật sự rất khó tả. Bây giờ giang sách đã hoàn toàn điều khiển chiếc xe, có thể tùy ý dùng nhiều kỹ thuật khác nhau giống như trong mơ vậy. Lúc đang lái xe ở trên đường đột nhiên có cảm giác hình như con đường phía trước đã xảy ra vấn đề, anh quyết đoán đạp phanh, chiếc xe trượt dài thêm khoảng trăm mét nữa mới ngừng lại, quả nhiên con đường phía trước bị bảy tám chiếc xe máy chặn ngang. Một nhóm đàn ông ăn không đàng hoàng đang ngồi trên lan can, trên tay cầm gậy bóng chày, liêm mắt nhìn về phía những người lái xe giống như đang nhìn xem nên đối phó với người nào vậy giang sách đặt hai tay lên vô lăng lạnh lùng nhìn những người này quả nhiên tất cả bọn họ đều đi đến đây cả đám nhìn quanh xe một lượt còn luôn miệng chửi thề giang sách không lên tiếng chỉ lẳng lặng quan sát anh muốn biết mấy người này cố ý đến tìm anh hay chỉ vô tình chặn đường cướp bóc mà thôi nếu thuộc về sau thì tốt còn nếu thuộc về trước thì có chuyện rồi người nào muốn đối phó với anh cút xuống xe một tên côn đồ đập mạnh vào mui xe giang sách khẽ nhíu mày Chuyện mà người thích xe như anh khó chịu nhất chính là có người không tôn trọng xe của anh. Anh tắt máy, kéo phanh tay sau đó đẩy cửa bước ra ngoài. Đám người kia thấy vậy bèn xông tới, ai nấy đều nhếch môi nhìn giang sách, gõ gõ cây gậy bóng chảy trong tay không ngừng. Mày là giang sách, mày có biết mình sai ở đâu không? Nghe giọng điệu thế này chắc chắn là có người đang cố ý chỉnh giang sách chứ không chỉ đơn giản là chặn đường cướp của, nếu không bọn họ không thể nào biết rõ ràng như vậy. Giang sách thản nhiên nói, cho các anh 10 giây, khai người đứng phía sau ra. Cái gì? Tên cầm đầu hơi sửng sốt, này, đầu óc mày có vấn đề hả? Nhìn xem bọn tao có bao nhiêu người, còn mày có bao nhiêu người? Giang sách nhìn thoáng qua đồng hồ. Anh còn 5 giây. Mẹ kiếp, dám thái độ với ông đây hả? Tên côn đồ cầm gậy bóng chảy dùng sức đập mạnh vào đầu của Giang sách, nhưng đám côn đồ bình thường sao có thể đánh lại tu la chiến thần? Anh nghiêng người tránh sang một bên sau đó nên một đấm vào bụng của tên côn đồ kia, chỉ trong nháy mắt, trong mắt của tên kia giống như muốn lòi ra, hai tay ôm bụng quỳ xuống đau đớn không thôi, mặc dù không chết nhưng sẽ không thể nào cử động được trong thời gian ngắn. Thấy giang sách ra tay, những người khác đã bắt đầu sốt ruột. Mẹ kiếp, còn dám đánh lại hả? Các anh em, mau giết chết nó. Cả đám người xông lên vùng gậy chuẩn bị nhào lên đánh, nhưng ngay cả cơ thể của giang sách bọn họ còn không đụng được mà chỉ vài giây sau toàn bộ bọn họ đều bị đánh bay ra ngoài. Chương 433, mặt trận xương mù đỏ. Sức mạnh của Giang Sách vượt khỏi sức tưởng tượng của bọn họ, bọn họ hoàn toàn không đủ sức để đối phó với anh. Giang Sách bước đến trước mặt của một tên côn đồ rồi thản nhiên nói, "Cho anh một cơ hội cuối cùng, chỉ cần nói kẻ đứng phía sau thì tôi sẽ tha mạng cho các anh." Tên côn đồ cắn răng đáp trả, "Nhóc con, mày cho rằng mày đánh giỏi lắm sao?" mày có biết bây giờ mày đã đắc tội ai không? Ồ, ai vậy? Tên côn đồ vui vẻ nói, nói cho mày biết chỉ sợ mày bị dọa tới mức tiểu ra quần đấy, bọn tao chính là người của mặt trận xương mù đỏ. Mặt trận xương mù đỏ. Giang sách suy nghĩ một lát mới cảm thấy hình như có chút ấn tượng, anh nhớ lại lúc ở công viên Hoa Hải, anh đã nhờ Kim Nghiêu dạy dỗ bọn họ một chút, sẹo lành quên đau cũng mau quá nhỉ. Thấy Giang sách ngẩn người, tên côn đồ đứng lên phủi phủi bụi dính trên người bây giờ mới biết sợ sao anh ta còn chưa kịp đứng vững đã bị giang sách đạp một cước khiến tên côn đồ trực tiếp bay ra ngoài anh ta nằm trên mặt đất lấy điện thoại ra mày dám đánh lại hả được lắm mày chờ đó cho tao bây giờ tao sẽ gọi cho đại ca giả ngay mày ở đó chờ chết đi giang sách mỉm cười cũng không vội vàng nữa trực tiếp ngồi trên lan can lặng lẽ chờ Gần 20 phút sau đã có một nhóm côn đồ khác chạy đến, nhìn thoáng qua có hơn 20 xe máy, hơn nữa lần này trên mỗi xe đều ngồi ít nhất hai người, thậm chí có xe còn tống ba. Rất rõ ràng, bọn họ đến đây để trợ uy. Tên côn đồ lúc nãy vội chạy tới nói với tên cầm đầu, đại ca giả, chính là thằng đó, nó biết chúng ta đến từ mặt trận sương mù đỏ mà vẫn dám đánh trả. Đại ca giả chính là giả chiến của mặt trận sương mù đỏ, cô thể ông ta hơi còng xuống, khóe miệng khẽ nhếch sau đó khạc vào mặt tên côn đồ kia một ngụm nước bọt, bảy tám người mà không đánh lại một người, đúng là đồ vô dụng làm mất hết mặt mũi của mặt trận xương mù đỏ chúng ta. Ông ta cầm một thanh sắt đi về phía giang sách, khoảng cách ngày càng gần, giả chiến càng cảm thấy người đàn ông trước mặt này có chút quen thuộc, dường như đã từng gặp qua ở đâu đó rồi. Khi ông ta chỉ còn cách giang sách khoảng 3 mét, có lẽ lúc này ông ta mới nhìn rõ mặt mũi đối phương. Dưới ánh trăng, giang sách từ từ ngẩng đầu lên, Ánh sáng từ mặt trắng cứ như biến thành phông nền, khuôn mặt của tu la chiến thần hoàn toàn lộ ra. Len Ken Thanh sắt trong tay giả chiến rơi xuống đất, sợ đến mức toàn thân run lên. Bần bật, mồ hôi lạnh liên tục chảy xuống không ngừng, cả cơ thể đều rơi vào hoảng loạn. Là anh, là người đàn ông khủng bố kia. Nhớ lại cảnh ở công viên Hoa Hải lần trước, lúc đó giả chiến bị giang sách đánh đến tàn phế, ông ta đã phải tốn rất nhiều tiền mới có thể miễn cưỡng khôi phục lại dáng vẻ của hiện tại. Vết thương trên cơ thể thì dễ hồi phục, nhưng vết thương trong lòng lại có có thể trở về trạng thái ban đầu, mỗi lần ở trên đường nhìn thấy người có vóc dáng tương tự Giang Sách là ông ta lại sợ tới mức cúi đầu, đến cả nhúc nhích cũng không dám, mặt mũi của một người đại ca hoàn toàn mất sạch. Từ đó mặt trận xương mù đỏ cũng dần suy tàn, gần đây đã trở thành một nhóm nhỏ ra vào không cố định bởi vì rất nhiều cấp dưới đã chuyển sang đầu quân cho các đại ca khác. Từ trong thâm tâm của giả chiến vẫn rất sợ Giang Sách cho dù chỉ nhìn một cái cũng đủ sợ tới mức chết khiếp, huống chi lần này còn gặp mặt trực tiếp. Chẳng qua giả chiến căn bản không biết tên thật của Giang Sách, nếu biết thì tối nay dù có nói gì ông ta cũng không dám nhận vụ này. Giống như tu la đòi mạng. Ha ha, nếu bạn không đòi được mạng thì chỉ có thể đền mạng. Nhưng tên côn đồ kia lại không hề hay biết gì, dù sao anh ta cũng không tham gia vào trận chiến lần trước, anh ta giờ gây bóng chảy chỉ vào Giang Sách chương 434, tôi thực sự biết sai rồi, thật đó. Tên côn đồ không biết nhiều như vậy, còn tưởng giả chiến thích bày mặt lạnh nên anh ta vẫn tiếp tục chỉ vào giang sách và nói. Đồ rùa rụt cổ, mày không nghe tao nói gì hả? Tao cho mày. Anh ta còn chưa kịp nói hết câu giả chiến đã quát lớn một tiếng, mày câm miệng cho tao. Tên côn đồ nghe vậy vội ngậm miệng lại không dám nói lời nào nhưng vẫn bày ra vẻ mặt vinh váo như trước, bởi anh ta cho rằng giả chiến sắp tức đến nổi bão, nhưng không ai ngờ tới cảnh tượng tiếp theo lại khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều phải mở rộng tầm mắt. L. Chỉ thấy giả chiến ven ống tay áo trực tiếp quỳ xuống, trước mặt biết bao nhiêu người thế mà giả chiến lại quỳ xuống trước mặt giang sách. Tên côn đồ trợn mắt há hốc mồm, đây là loại tình huống gì vậy? Sao đại ca của anh ta không những không tức giận mà chấp nhận chịu thiệt như vậy cơ chứ? Đại ca giả, ông làm gì vậy? Giả chiến cung kính dập đầu hai cái trước mặt giang sách, sau đó khám núm nói giang đại hiệp tôi thật sự không biết mục tiêu tối nay lại là ngài nếu tôi mà biết thì cho dù cho tôi mượn một trăm lá gan tôi cũng không dám chặn đường ngài xin ngài rộng lượng tha cho chúng tôi lần này được không tôi thực sự biết sai rồi thật đó quả thật mấy lời này cực kỳ hèn mọn có thể nói giả chiến đang cầu xin lòng thương hại của giang sách không dám đắc tội giang sách dù chỉ một chút tên côn đồ kia cũng không phải đồ ngốc thấy đại ca của mình biến thành cái dạng này cuối cùng anh ta cũng nhận ra người đàn ông trước mặt đáng sợ như thế nào. E rằng lần này bọn họ đã đụng trúng cửa sắt rồi. Này, chuyện này, tên côn đồ nhìn giáo rác xung quanh không biết phải làm gì, nhân vật mà ngay cả đại ca của bọn họ cũng sợ đến mức cơ thể run lẩy bẩy thì anh ta còn đắc tội được sao? Bịch một tiếng, tên côn đồ dập đầu xuống đất y như giã tỏi, nhớ đến mấy lời hay ho mình nói lúc trước mà nước mũi nước mắt của anh ta trào ra như mưa thấy Giang Sách không thèm phản ứng chút gì nên anh cho rằng Giang Sách vẫn còn tức giận vì thế định nhào lên ôm chân Giang Sách giúp anh liếm sạch giày Giang Đại Hiệp tôi sai rồi bây giờ tôi sẽ liếm sạch mũi giày giúp ngài ngài tha cho tôi đi có được không Giang Sách không nói gì anh cũng không có thói quen quái gở như vậy nên chỉ khoát tay với tên côn đồ hiện tại anh ngậm miệng lại thành thật quỷ gối đó là được 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 tên côn đồ gật đầu liên liệng quỳ một chỗ không dám nhúc nhích. Giang sách lại nhìn về phía giả chiến hỏi, nói cho tôi biết, lần này người đứng sau lưng các ông là ai? Đương nhiên giả chiến không dám giấu giếm gì nữa, thành thật nói là Dương Tuấn Thiên. Dương Tuấn Thiên, nói thật, Giang sách có hơi ngạc nhiên. Người đầu tiên mà anh nghĩ đến là những người ở trong doanh nghiệp thiên đình, hoặc những người thuộc Hiệp hội Y học nhà họ Thạch, nhưng kết quả lại không phải bọn họ mà chính là Dương Tuấn Thiên, là người mà anh vừa giúp đỡ ha ha, chuyện này thú vị rồi đây. Mới giây trước anh còn giúp đỡ Dương Tuấn Thiên giải quyết vấn đề, thế mà giây sau Dương Tuấn Thiên đã tìm người đến đối phó anh, hơn nữa còn tìm người không hề dính líu gì với Dương Tuấn Thiên như mặt trận xương mù đỏ, xem ra Dương Tuấn Thiên cũng sợ bị người khác lần ra đầu mối. Giang sách bất đắc dĩ lắc đầu, người trên thế giới này đúng là rất nham hiểm. Sau khi nghe được ba chữ, Dương Tuấn Thiên, có lẽ anh đã nắm được đôi chút về tình hình rồi. Có đôi khi bạn cứu một người chỉ càng khiến họ rơi vào tình thế lúng túng hơn mà thôi. Chương 435, đêm dài vẫn còn dài. Hôm nay mặt mũi của Dương Tuấn Thiên đều mất sạch hết rồi, một người có lòng tự tôn mạnh mẽ như anh ta chắc chắn sẽ tìm cách trả thù Giang Sách, nhưng với thân phận của anh ta lại không tiện đích thân ra tay nên mới tìm đến người của giả chiến để hỗ trợ. Giang Sách cười cười nói với giả chiến, "Được rồi, chuyện này tôi đã biết. À đúng rồi, Mọi chuyện thành ra thế này chắc khi về ông không thể giải thích cho Dương Tuấn Thiên được rồi nhỉ. Giả chiến cười khổ, còn phải giải thích hà. Lúc trở về ông ta không tát cho tên khốn Dương Tuấn Thiên kia một cái đã là nể mặt lắm rồi, chuyện này khác nào đẩy ông ta vào trong hố lửa đâu chứ. Giả chiến nói, Đại Hiệp Giang, ngài đừng lo, sau khi trở về tôi sẽ dạy cho Dương Tuấn Thiên một bài học. Giang sách xua tay, không cần, sau khi ông trở về chỉ cần cắt đứt liên lạc với anh ta là được. Những chuyện khác không cần ông xen vào." Giả Chiến gật đầu, "Tôi biết rồi." Giang Sách đứng dậy, phủi bụi trên người rồi lập tức trở lại xe lái đi. Sở dĩ không cho giả Chiến đối phó với Dương Tuấn Thiên là vì Giang Sách có kế hoạch riêng của mình. Thứ nhất, dù sao Dương Tuấn Thiên cũng là đội trưởng của đội, nếu đội mất đi đội trưởng thì toàn đội sẽ sụp đổ ngay lập tức, điều này rất bất lợi cho đội xe, Giang Sách không thể làm chuyện có lỗi với Lâm Gia Vinh được. Thứ hai, Bình thường mọi kế hoạch trả thù của Giang Sách đều do đích thân anh thực hiện, không cần người khác phải nhúng tay vào. Nhìn xe của Giang Sách đã đi xa, giả chiến và những người khác mới từ từ đứng lên, lúc nãy giả chiến bị dọa đến mức sau lưng đã ướt đẫm, cả người không có một chỗ sạch sẽ. Ông ta liếc tên côn đồ bên cạnh rồi mắng, sau này mày đừng có nhắm mắt mà sủa bậy nữa, nhìn cho rõ đối tượng rồi hãng sủa. Tên côn đồ cúi đầu, em đâu có biết Giang Sách lại lợi hại như vậy đâu, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đại ca, rốt cuộc giang sách là ai vậy? Nghe đến đây, giả chiến không khỏi nhớ tới cảnh tượng vào buổi tối ngày nào đó bị giang sách tra tấn đến chết đi sống lại, đó là bóng ma lớn nhất trong cuộc đời ông ta. Ông ta vẫn chưa hoàn hồn nói, "Cậu ta không phải người, cậu ta là con quỷ tu la đến từ địa ngục." Đêm dài vẫn còn dài. Siêu xe chạy băng băng trên đường, giang sách thành thạo lái xe về đến nhà sau hơn 40 phút lúc bước vào cửa đã hơn 11 giờ tối. Đinh mộng nghiêng vợ anh đang ngồi trên ghế sofa, mặc bộ đồ ngủ, tuy xem tivi nhưng hai mắt rỗ xuống, giống như có thể ngủ thiếp đi bất kỳ lúc nào. Sau khi thấy Giang sách trở về, đầu tiên cô vui vẻ vài giây sau đó bĩu môi, hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt qua chỗ khác. Giang sách giống như một đứa trẻ mắc lỗi, từ từ đi đến bên cạnh Đinh Mộng Nghiêng. Đinh Mộng Nghiêng nói với giọng điệu lạnh như băng, ô, người bận rộn, anh còn biết đường về đấy à? Anh nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi. Giang sách thở dài, còn không phải vì mấy việc kia làm trễ giờ sao? Xin lỗi mà, anh có việc gì thì phải nói với em trước một tiếng, em gọi điện thoại cho anh anh cũng không nghe máy, ha ha, có phải anh lén nuôi hồ ly tinh ở bên ngoài phải không? Không thể không nói, một khi phụ nữ ghen lên là lúc nào cũng suy nghĩ lung tung hết cả lên. Đinh Mộng Nhiên trực tiếp lục soát người giang sách, cuối cùng tìm thấy một cái chìa khóa xe Ferrari. Cô ngạc nhiên nhìn chùm chìa khóa xe. Cái này không phải là chìa khóa của chiếc xe mà anh mua lúc trước đúng không? Giang sách, anh lại mua thêm một chiếc Ferrari nữa à? Giang sách chưa kịp giải thích thì Đinh Mộng Nhiên đã đứng dậy đi ra cửa nhìn xuống Gaza, quả nhiên nhìn thấy chiếc Ferrari thứ hai đang đậu ở cửa Gaza, nhất thời cả người đều cảm thấy khó chịu. Cô tức giận hỏi, Giang sách, anh giải thích cho em một chút đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại mua được một chiếc xe đắt tiền chỉ với chút tiền lương như vậy chứ? Chương 436, nói vậy thì có vẻ hợp tình hợp lý rồi. Rốt cuộc anh đang giấu em bao nhiêu chuyện? Đột nhiên Đinh Mộng Nghiêng như nghĩ đến chuyện gì đó, vội truy hỏi đến cùng, Giang Sách, anh nói thật cho em biết, có phải anh dùng cơ thể của mình để lấy số tiền này đúng không? Giang Sách thật sự không biết phải nói gì tư duy của người phụ nữ này sao lại đặc sắc vậy? Đinh Mộng Nhiên còn rất chìm đắm trong trong thế giới của mình, đôi mắt cô đỏ hẳn lên, giọng nói nghẹn ngào, khó trách trở về lâu như vậy nhưng anh cũng. Với em, giang sách, thì ra anh dồn tất cả tinh lực cho những phú bà kia hả? Anh quá khiến em thất vọng rồi. Nhà của chúng ta đúng là thiếu tiền, nhưng không cần loại tiền dơ bẩn này. Cô chỉ vào hai chiếc Ferrari nói, những thứ này đều là anh dùng thân thể đổi lấy đúng không? hiện tại anh lái đi cho em, em không muốn nhìn thấy chúng nó, ghê tởm, quá ghê tởm. Vẻ mặt giang sách hoang mang. Thân là chiến thần Tu La, lần đầu tiên anh cảm thấy mình cũng có vấn đề khó giải quyết. Vợ của mình mặt nào cũng tốt, chỉ có lắm tính tình, hơn nữa lối tư duy không phải kỳ lạ dạng vừa, luôn có thể nghĩ đến những chuyện mà anh khó có thể nghĩ đến. Anh xấu hổ ho khan một tiếng, mộng nhiên, thật ra em hiểu nhầm rồi, chuyện không phải như em tưởng tượng đâu ha ha, chuyện cho tới nước này, anh còn lừa em. Anh thật sự không có lừa em. Được, anh không lừa em đúng không? Vậy anh giải thích cho em nghe xem, với tiền lương 8.000 tệ, làm sao anh mua được hai chiếc Ferrari? Lần trước anh nói anh cứu một nhà đại lý Ferrari trong nước đúng không? Xin lỗi nhé, em không phải kẻ ngốc, cứu người ta một mạng mà người ta có thể tặng anh hai chiếc xe có giá trị vài trăm vạn à. Thế thì số tiền thuốc men kia cũng đắt quá nhỉ giang sách thở dài một tiếng xem ra lý do này không thể dùng nữa bất đắc dĩ anh chỉ có thể nói hết với cô tình hình thực tế được rồi nếu em đã hỏi như vậy anh cũng không muốn giấu giếm em nữa thật ra anh vốn không muốn nói với em sợ em biết sẽ lo lắng nói xong giang sách tự tay lấy từ trong lồng ngực ra một phần tài liệu đưa cho đinh mộng nghiên đinh mộng nghiên nghi ngờ nhận lấy đây là cái gì hợp đồng hợp đồng gì hợp đồng đua xe, đua xe. Giang sách gật đầu, anh lén giấu em ký hợp đồng với đội đua Ferrari, hiện giờ anh là tay đua chính thức của đội đua Ferrari. Hai chiếc xe này đều là xe mà đội đua cho anh để luyện tập. Chờ kỹ thuật của anh được đề cao, đội đua còn có thể đưa anh chiếc xe với tính năng tốt hơn, giá cả cũng đắt hơn. Nói vậy thì có vẻ hợp tình hợp lý rồi. Ninh Mộng Nhiên nghiêm túc nhìn hợp đồng, đúng như Giang Sách nói, anh quả thật trở thành một thành viên của đội đua Ferrari làm một tay đua xe, có được mấy chiếc xe để luyện tập là chuyện quá bình thường. Nghĩ vậy, Đinh Mộng Nhiên bật cười vui vẻ. Thì ra là như vậy, anh sớm nói có phải xong rồi không, làm hại em miên man suy nghĩ mãi, vừa rồi còn làm em sợ muốn chết. Anh cũng không nghĩ tới sức tưởng tượng của em lại phong phú như thế, lại có thể nghĩ đến. Sắc mặt Đinh Mộng Nhiên đỏ rực, nhét hợp đồng lại tay giang sách. Ai bảo anh cả ngày lừa em, có việc gì cũng không nói với em, em đương nhiên sẽ nghĩ nhiều. Giang sách cười nói, theo anh thấy, em. chương 437, đi cùng em có ổn không? Lòng người phụ nữ như kim dưới đáy biển. Thật sự không đoán ra được. Giang sách cũng đi theo vào phòng ngủ, Đinh Mộng Nhiên nói thẳng, anh nói xem anh cũng thật là, chuyện làm một tay đua xe lớn như vậy cũng không nói với em. Giang sách nhún vai, em có biết, làm một tay đua xe nguy hiểm lắm không, anh cũng là sợ em lo lắng. Vậy vì sao anh còn làm? Tiền? Hử? Giang Sách bất đắc dĩ nói, em cũng biết tiền lương anh thấp, rất nhiều lúc sợ em theo đi theo anh sẽ bị người ta xem thường. Cho nên anh muốn kiếm nhiều tiền để em có thể kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Công việc đua xe này, mỗi tháng có thể kiếm được hơn triệu tệ, nếu có thể lọt vào bảng xếp hạng thậm chí có thể kiếm được hơn 10 triệu. Nếu anh làm tốt, sau này chúng ta không cần phát sầu vì tiền nữa trái tim đinh mộng nhiên như tan chảy cô kéo tay giang sách lại thật ra qua khoảng thời gian ở chung này em cũng hiểu ra một chuyện rất nhiều khi tiền bạc không phải vạn năng tình bạn tình yêu còn quan trọng đáng quý hơn cả tiền tài giang sách khẽ cười nói thế anh có thể không đi kiếm tiền nữa chăng đinh mộng nhiên bật cười vui vẻ đẩy giang sách một cái không được em không muốn ngày ngày sống cùng một tên quỷ nghèo kiết hủ lậu đâu an cộng được rồi vừa mới rồi còn nói rất chi là đường hoàng, cô nhóc ham làm giàu, nhà em, muốn ăn đánh à. Giang sách gục trên người đinh mộng nghiên, hai người quấn lấy nhau ở trên giường. Giang sách nhân cơ hội nói, hay là đêm nay chúng ta làm cái kia đi. Đinh mộng nghiên bĩu môi, không được, ngày mai em phải đi công tác, không tiện. Đi công tác, ừm, ông cụ bảo em đến xem công viên Long Dương, thu mua một lượng lớn vật liệu thép, chắc phải ra ngoài tầm 2-3 ngày nhưng cũng may mà còn đang ở trong khu giang nam không tính là quá xa nghe đến mấy chữ công viên long dương trên mặt giang sách lộ ra vẻ giận dữ người khác không biết nhưng người tổng phụ trách ba khu như giang sách lại rất rõ ràng trước mắt công viên long dương là nơi hỗn loạn nhất khu giang nam chị an nơi này rất tệ giang sách ba phen bốn bạn muốn chỉnh lý quy hoạch lại nơi này nhưng đều không dám coi thường làm bậy người bình thường đi vào nơi đó chính là muốn chết Huống chi là người phụ nữ như hoa như ngọc như Đinh Mộng Nghiên. Ông già Đinh trọng muốn Đinh Mộng Nghiên đến nơi như thế thu mua vật liệu thép, tuyệt đối không có lòng tốt gì, chắc là còn đang giận chó đánh mèo Đinh Mộng Nghiên vì chuyện tiểu khu đế hảo lần trước bị cải tạo thành nghĩa trang, cho nên mới lấy việc công trả thù riêng. Đến cả cháu gái ruột mà cũng không tha, lòng dạ ông già này thật ác độc. Giang Sách nói, Mộng Nghiên, không bằng ngày mai anh đi cùng em nhé đinh mộng nhiên sửng sốt không phải anh mới vừa ký hợp đồng sao đi cùng em có ổn không không sao đó là hợp đồng tạm thời anh có thể không đến cũng được nhưng mà giang sách nắm tay đinh mộng nhiên không có nhưng mà nếu để cho mình em đến nơi như thế anh sẽ lo lắng so với ngày ngày ở nhà lo lắng hãi hùng không bằng đi cùng em cho xong lời anh nói khiến khóe miệng đinh mộng nhiên bất giác nhếch lên hừ coi như anh còn có chút lương tâm Giang sách bổ sung thêm, nếu anh đã có lương tâm như vậy, thế đêm nay? Có thể, không thể. chương 438, lần này, ông ta thật sự rất tức giận. Kết quả đến cuối cùng, giang sách cũng không thể đắc thủ. Sáng sớm hôm sau, hai người rời giường từ sớm rửa mặt trải đầu xong xuôi, có chiếc Ferrari của giang sách, anh lái xe đưa Đinh Mộng Nhiên đến công viên Long Dương khu Giang Nam. Truyền thuyết đồn rằng, đó là nơi chỉ có ma quỷ mới có thể sinh tồn. Đó là một mảnh đất hoang vu. Giang Sách, kẻ tới từ địa ngục Tu La, hiện tại muốn đến mảnh đất hoang vu đó quét sạch thiên hạ hỗn loạn. Công viên Long Dương là nơi có an ninh kém nhất cả khu vực giang nam. Đây là nơi buổi tối không nên đến nhất. Cho dù là buổi sáng, xác suất bị trộm cướp hoặc bị lừa gạt vẫn cực kỳ lớn. Đặc biệt là chỗ nhà ga, bến xe, ở đây rồng rắn hỗn tạp, loại người nào cũng có người bình thường vốn không dám bước chân đến đây một bước cho dù là mấy tên côn đồ ở nơi khác cũng không dễ dàng gì đặt chân vào khu vực này ở chỗ này chỉ có ma quỷ mới có thể sống sót cao ốc nhà họ đinh văn phòng ba người đinh trọng đinh tử ngọc và đinh phong thành lại ngồi vào bàn cùng nhau trên mặt mỗi người đều mang theo ý cười đinh trọng đưa mắt nhìn tin nhắn vừa được gửi đến trong di động mộng nhiên đã xuất phát rồi lần này ông xem nó làm sao mà quay về đinh tử ngọc nói cái chỗ như công viên long dương đàn ông tâm thước đi đến cũng phải bị lột một lớp da huống chi một cô gái như mộng nghiên quan trọng hơn là bộ dạng mộng nghiên xinh đẹp như thế không chừng tối nay phải chịu khó chút rồi đám người này đã hoàn toàn không còn nhân tính rõ ràng là người nhà nhưng lại nghĩ cách đưa đinh mộng nghiên vào chỗ chết đinh trọng cười khẩy nói đây là cái giá đắt mà nó phải chịu từ trước đến giờ chuyện gì ông cũng dễ dàng bỏ qua cho nó mới khiến nó trở nên không sợ trời không sợ đất chuyện tiểu khu đế hào đời này ông tuyệt đối không bao giờ quên mông nghiên cháu đừng trách ông nội độc ác muốn trách thì trách chính cháu đi đinh phong thành nói nhưng mà ông nội lỡ như mộng nghiên không đến đó mà trực tiếp gặp mặt giao dịch với nhà buôn vẫn có thể quay về trong ngày thì phải làm sao đinh trọng nở nụ cười khinh thường chuyện này không thể xảy ra lần này ông lựa chọn ra được tên buôn này có tiếng là quỷ hút máu thiêu hồ tử anh ta không chỉ đòi giá cao mà còn thích ăn bớt nguyên vật liệu làm ăn với anh ta rất khó khăn mà thiêu hồ tử nhìn phụ nữ như sói đói thấy mộng nhiên rồi ông không tin anh ta không rung động đám người này thật sự tệ đến mức không có chỗ để nói nữa quét sạch toàn bộ những chuyện mà đinh mộng nhiên cơ bản có thể làm được đinh tử ngọc lại bổ sung quan trọng là con đã điều tra anh ta rồi Năm nay vật liệu thép của Thiêu Hồ Tử rất ít, số lượng mà ông nội nói với Mộng Nghiên tận gấp 2 lần số lượng mà Thiệu Hồ Tử có, làm sao mà mua được? Căn bản không thể nào mua được. Đinh Phong thành vỗ tay, cực kỳ bội phục với mưu kế của Đinh Trọng và Đinh Tử Ngọc. Đinh Trọng nói, chuyến đi đến công viên Long Dương lần này, chắc chắn là cơn ác mộng cả đời này của Mộng Nghiên. Mà cho dù nó có thể sống sót quay về, nhưng vì làm việc không thành mà mang đến tổn thất cho công ty ông hoàn toàn có lý do thu hồi cổ phần công ty của nó rồi trục xuất nó khỏi cửa nhà. Thông qua lời nói và cử chỉ của Đinh Trọng, có thể thấy hận ý rất sâu của ông ta với cô. Lần này, ông ta thật sự rất tức giận. Hơn nữa cũng thật sự có suy nghĩ bức chết Đinh Mộng Nhiên, tình thân tình người gì đó, từ lâu đã bị ông ta vứt ra sau đầu rồi. Mặt trời đã nhô cao, trời trong không mây. Một chiếc Ferrari cực nổ tiến vào công viên Long Dương theo bảng chỉ đường, chẳng mấy chốc bọn họ đã đến địa bàn của thiên hồ tử nhà máy chế tạo thép khói đen. Chiếc xe dừng lại, cửa xe mở ra, giang sách và đinh mộng nghiên lần lượt xuống xe. chương 439, nhanh, chuẩn, ác. Vừa xuống xe, đinh mộng Nhiên đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Chỉ thấy công nhân nhà máy đều đang cởi chân, tụm năm tụm bảy ngồi lại, hoặc là đánh bài, hoặc là uống rượu, không một ai có bộ dạng giống như đang làm việc nghiêm trình sau khi nhìn thấy đinh mộng nghiên trong mắt đám công nhân đều tỏa ra vẻ thèm thuồng như sói đói thậm chí còn có tên chảy cả nước miếng cảnh tượng này dọa đinh mộng nghiên sợ cô đi vào nhà máy chế tạo thép khói đen mà chắc chắn không phải ngục giam đấy chứ giang sách chúng ta đến đúng nơi không vậy giang sách ngẩng đầu nhìn tên nhà máy gật đầu chính là chỗ này nhưng chỗ này sao lại đinh mộng nghiên cũng không biết nói sao mới được cảnh tượng nơi này thật sự rất đáng sợ cô như con nai nhỏ lạc trong rừng đám đàn ông hung tợn này lúc nào cũng có thể nuốt cô xuống vậy loại cảm giác này rất tồi tệ chỗ này thật sự vẫn là nhân thế hả không phải địa ngục đấy chứ giang sách rất bình tĩnh trước khi đến đây anh đã biết công viên long dương có dáng vẻ thế nào rồi thế nên sau khi chứng kiến tận mắt vẫn còn giữ được bình tĩnh đi theo phía sau anh ừm đinh mộng nghiên đi theo giang sách vào nhà máy cũng may giang sách cùng cô đến đây, nếu một mình cô đến, thật sự cô không biết nên làm sao mới tốt. Tuy rằng trước đó đã nghe nói công viên Long Dương chị An không được tốt cho lắm, nhưng không đến mức hỏng bét được như thế này chứ. Trên đường đi, cô cảm nhận được toàn những ánh mắt đen tối hướng đến. Hai người bọn cô cứ đi thẳng vào, có một gã công nhận diện mạo đáng khinh không khống chế được dục vọng, vỗ tay đứng dậy đi theo phía sau. Gã ta giả vờ đi qua bên người Đinh Mộng Nghiên, nhưng thật ra là lặng lẽ đưa tay về phía eo của Đinh Mộng Nghiên. Ánh mắt của những tên còn lại đều nhìn chằm chằm vào. Những tên đó không hề chớp mắt, chỉ chờ mong Đinh Mộng Nghiên thét trói tại lên, cái này đối với những tên đó mà nói là thứ âm thanh tuyệt diệu nhất trên thế giới. Nhưng kết quả, đám công nhân không nghe được tiếng thét của Đinh Mộng Nghiên mà lại là tiếng của gã đàn ông đáng khinh đó hét lên. a à, tiếng hét hệt như tiếng heo kêu lúc bị giết vang lên khắp ngóc ngách nhà máy, từ góc nhìn của đám người, chỉ thấy tay giang sách khóa lấy bàn tay ghê tởm của gã đó, gần như trong chớp mắt đã bẻ gãy đầu ngón tay của gã. Nhanh, chuẩn, ác. Thủ đoạn người đàn ông này không tầm thường. Vốn giang sách định giết gà dọa khỉ, trước tiên hạ uy xuống để đám người đó có quy củ lại. Nhưng ai mà biết chuyện này không những không ngăn cản được đám người đó mà ngược lại còn chọc giận bọn chúng, như vừa chọc vào tổ ong vậy. Đến địa bàn người ta mà còn dám ra tay đả thương người ta, Ha ha, bây giờ đám công nhân đã có lý do để tiến lên tìm chuyện gây hấn rồi. Tất cả công nhân có mặt ở hiện trường đều đứng lên, đi đến chỗ Giang Sách, vây quanh anh. Tất nhiên, mục đích thật sự của đám người đó cũng không phải vì báo thù cho anh em của mình, chỉ là đây là cơ hội tốt để giải quyết Giang Sách. Sau đó mọi người cùng nhau chia sẻ cô gái trẻ đẹp bên cạnh anh. Đám người đó đã thèm thuồng nãy giờ rồi. Hôm nay có nai còn tự đưa mình đến cửa nếu bọn họ không ăn thì thật sự sẽ khiến trời không chứa đất không tha đấy. thế nhưng chiến thần tu la sẽ cho đám người đó cơ hội này ư? kết cục sau khi chơi trên đầu thái tuế sẽ cực kỳ thảm đấy. giang sách đẩy đinh mộng nhiên ra sau mình để che chở, nhỏ tiếng nói, lần này anh ra tay có hơi độc ác, em đừng sợ. ừm, đinh mộng nhiên gật đầu liên tục, hiện tại sao mà cô còn quan tâm giang sách có ác hay không ác chứ? cô chỉ quan tâm giang sách có thể đuổi đám, sói, đó đi không thôi. Chưa đợi cô phản ứng, một gã công nhân đã lao đến, đưa tay đến người đinh mộng nhiên muốn xé rách quần áo cô. chương 440, đây là người sao? Các anh em, có phụ nữ, lên đi. Gã còn chưa kịp chạm đến tóc đinh mộng nhiên, đã bị một cánh tay cứng cáp khóa chặt cổ lại, chỉ chớp mắt đã quật ngã gã ra đất. Tiếp đến, lại đá một cước lên người gã mặt của gã ta bị ấn sâu xuống đất, mắt mù, tai hỏng, máu văng khắp nơi. Thủ đoạn tàn nhẫn, kỹ thuật cao siêu, giang sách vừa ra tay đã khiến cho những người này biết người đàn ông trước mắt tuyệt đối không phải người lương thiện. Nhưng đối với những con sói này mà nói, mùi máu tươi chẳng những không khiến cho bọn họ lui về phía sau, ngược lại càng thêm kích thích thú tính của bọn họ. Một người ngã xuống xong, càng có thêm nhiều người vọt lên, trong ánh mắt mỗi người đều tản mát ra dục vọng mãnh liệt, Hận không thể cắn nuốt đinh Mộng Nghiên không còn một mảnh vụn. Phụ nữ, trong mắt bọn họ chỉ có phụ nữ. Đinh Mộng Nghiên bị dọa liên tục hét chói tai, thân thể run lẩy bẩy, cô sống trong thời đại hòa bình nên nào đã từng gặp qua trường hợp như vậy. Bị một màn trước mắt làm cho sợ tới mức tay chân lạnh lẽo. Đây cũng phù hợp với phản ứng của người bình thường. Người bình thường gặp phải tình cảnh như vậy cũng không có bất cứ sức chống cự nào, này cũng là một trong những nguyên nhân mà nhóm công nhân không hề kiêng kỵ bọn họ không biết đã từng đối phó qua bao nhiêu người như vậy, không có một ai có thể chạy thoát khỏi móng vuốt của bọn họ. cho nên bọn họ đương nhiên cho rằng giang sách, đinh mộng nhiên cũng sẽ như vậy. nhưng bọn họ nào có biết, hôm nay người bọn họ gặp được không phải người bình thường, mà là chiến thần tới từ địa ngục tu la. lúc còn ở tây cảnh, giang sách từng gặp phải cục diện còn hung hiểm hơn hiện tại cả nghìn lần vạn lần. người ở tây cảnh bàn về kỹ thuật chiến đấu cùng phương diện ý chí thì bọn họ càng mạnh hơn ở đây nhiều nhưng dù vậy, lúc đối mặt với giang sách, bọn họ vẫn bị đánh cho tan tác. Chiến thần Tu La, am hiểu nhất chính là phá hủy phòng tuyến lòng người. Khoảnh khắc một công nhân xông lên, chỉ khẽ chạm mắt với giang sách, cả người anh ta liền dừng lại động tác, sắc mặt trắng bệch, cảm giác tử vong đang đến gần. Ngay sau đó, bàn tay to lớn của giang sách ấn chặt mặt anh ta, trực tiếp đập anh ta vào tường. Nháy mắt, đầu óc anh ta như nở hoa. Đứt tay, đứt chân, Gãy xương, chảy máu, ngắn nguồn chỉ vài giây, toàn bộ đám công nhân sông lên đều nằm la liệt trên mặt đất, đời này coi như bỏ, nhất định trở thành kẻ tàn phế. Nhìn thấy một màn như vậy, đám người ở phía sau ngẩn to te, người đàn ông này sao không hề giống đám người trước kia từng gặp thế. Bọn họ dừng lại, không dám tiến về phía trước. Mặc dù máu tươi sẽ khiến cho bọn họ càng thêm hưng phấn, nhưng lúc đứng trước sự sống và cái chết, bọn họ vẫn sẽ khôi phục lý trí. Đây là người sao? Trời đất ơi, nói đùa hả? Đây chính là ma quỷ. Đám công nhân nhìn nhau, cũng không biết nên làm gì cho phải, vốn muốn thừa dịp lấy nhiều bắt nạt ít, mọi người đồng loạt xông lên chế phục người đàn ông này, sau đó xử lý người phụ nữ kia. Kết quả sau một trận, 7, 8 người nằm trên mặt đất, thảm hại không chịu nổi. Càng đáng sợ hơn chính là, bọn họ không còn định tiếp tục đánh nhau với Giang Sách nữa, nhưng Giang Sách có vẻ như không định bỏ qua cho bọn họ chỉ thấy giang sách trực tiếp cầm lấy một cây thép trên mặt đất dùng sức mà vung thép xe không gian lao đến đâm thủng hai người công nhân đính vào cùng một chỗ nháy mắt tiếng kêu rên thảm thiết truyền khắp mọi nơi giang sách đánh tiếp một phát túm lấy cổ áo của một kẻ trong đám người không ngừng đập xuống đất một cái hai cái ba cái đập đến mức năng trong miệng người công nhân kia gãy sạch máu tươi phun tứ tung trên đất sau đó giang sách giật đầu anh ta hướng về những người còn lại Cảnh tượng này không khác gì lệ quỷ trong phim kinh dị. Quỷ, quỷ. Chương 441, nói chuyện làm ăn. Nhóm công nhân hoàn toàn bị dọa sợ. Bọn họ từng thấy qua cảnh tượng tàn nhẫn, nhưng chưa từng thấy qua cảnh tượng nào tàn nhẫn như vậy, trước kia những người đó chỉ có bị bọn họ bắt nạt, chứ nào có người bắt nạt bọn họ. Hơn nữa cho dù bọn họ đánh không lại người ta thì thua tay là được, chứ lần đầu tiên đụng tới tình huống đã lấy nhiều địch ít mà còn bị người ta đuổi. Đánh tình huống này phá vỡ thế giới quan của mọi người. Nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng mỗi người. Cho tới giờ phút này, bọn họ mới biết được mình đã chọc vào người đàn ông không nên dây vào. Nhưng hiện tại mới biết được thì đã quá muộn, dục vọng chiến đấu của giang sách hoàn toàn bị khơi dậy, sư tử được thả ra khỏi lồng sắt, không khiến bọn họ phải trả một cái giá lớn thì làm sao mà được. Chúng tôi không đánh, không đánh nữa. Và tha cho chúng tôi đi, chúng tôi biết sai rồi chúng tôi không dám động vào người phụ nữ của anh nữa, anh đi đi, đừng tổn thương chúng tôi nữa được không? Muộn rồi, chỉ thấy giang sách như một trận gió vọt vào trong đám công nhân, hai đấm vung lên. Giang rắc, giang rắc, không ngừng có tiếng xương cốt bị bẻ gãy, có một người thảm nhất, bị giang sách vặn cánh tay, cả một cánh tay đều bị giật đứt lìa. Máu tươi phụt ra, vô cùng thê thảm. Một hồi bi kịch nhân gian đang trình diễn, tất cả công nhân như quỷ khóc sói gào, co cẳng mà chạy. Nhưng bọn họ trốn đi đâu cho hết. Từng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, có người bị máu tươi nhuộm đỏ, hai mắt gian sách đỏ tươi. Đinh Mộng Nhiên là vảy ngược của anh, hôm nay đám người này dám động vào vảy ngược của anh, kết cục nhất định sẽ rất bi kịch. Trong lúc giang sách đang đánh nhau đến hưng phấn, một người đàn ông có dáng người cường tráng đi tới, lớn tiếng quát, dừng tay. Giang sách tạm dừng một giây, sau đó một cước dẫm lên bụng một tên công nhân trong số đó, dẫm mạnh đến độ thận cũng bị dập nát. Anh hơi quay đầu nhìn về phía người đàn ông cường tráng. Người đàn ông cường tráng kia thân cao gần 2 mét, bình thường diễu võ dương oai, thấy ai cũng xem thường, nhưng chỉ mới bị giang sách nhìn thoáng qua đã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Lại nhìn đến hiện trường đầy giấy tay chân đứt gãy, anh ta sợ tới mức tiếng nói cũng nhỏ đi rất nhiều. Anh ta nói tôi, tôi là quản đốc của đám công nhân này si hổ, anh anh tới đập phá sân bãi à giang sách giảng chất giọng khàn khàn đáp tôi tới nói chuyện làm ăn nói chuyện làm ăn si hổ thật sự không biết phải nói gì có ai đến nói chuyện làm ăn như vậy à mặc dù tính mạng của đám công nhân ở đây không đáng giá nhưng ra tay cũng không khỏi quá độc ác rồi đó đánh chỉ còn phải xem mặt chủ nói chuyện làm ăn như thế này thì ha ha không nói được si hổ vừa định mở miệng từ chối Kết quả sau khi nhìn thấy ánh mắt của Giang Sách thì lời đến bên miệng cứ thế nuốt xuống, bởi vì anh ta cảm thấy nếu mình từ chối đối phương thì rất có khả năng cũng sẽ trở thành một thành viên trong đám nằm trên mặt đất kia. Giang Sách nói, chúng tôi là người của sản xuất nhiệt Đinh, ngày hôm qua đã có liên hệ với ông chủ của mấy anh là Thiệu Hồ Tử. Si Hổ nuốt nước miếng, được, các anh đi theo tôi. Đinh mộng nhiên vội chạy tới bên cạnh Giang Sách, nắm tay Giang Sách, đi theo Si Hổ về phía tòa cao ốc văn phòng. Dọc đường đi, Đinh Mộng Nhiên kinh hồn chưa định. Bên trong nhà máy, những ánh mắt xanh như mắt sói, thi thoảng sẽ đến gần cô, khiến cô sợ tới mức núp ở sau người gian sách. Một đường yên bình, rất nhanh, đoàn người tiến vào tòa cao ốc văn phòng. Lạ ở chỗ, si hổ cũng không dẫn theo bọn họ lên lầu, mà đi thang máy xuống dưới mặt đất. Sau khi cửa thang máy mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến cho Đinh Mộng Nhiên suốt đời khó quên chỉ thấy toàn bộ đại sảnh có đủ các nhân vật muôn hình muôn vẻ, cả trai lẫn gái ăn mặc lòe loẹt. Ở vị trí chính giữa có một cái bệ tồn tại như một lôi đài, trên lôi đài, hai người đàn ông có vóc dáng cường tráng đang đọ sức. chương 442, Vũ Nhục Trắng trợn Người xung quanh không ngừng hò hét in ỏi, duy trì tiếng vỗ tay tán thưởng người phe mình. Đinh Mộng Nghiên nhìn quanh, chỉ thấy trên lôi đài, một người đàn ông để tóc dài đánh ra một nắm đấm mạnh mẽ, Nện vào mặt đối thủ, trực tiếp khiến mặt đối thủ biến dạng. Người đàn ông tóc dài nhấc đối thủ dậy, quăng một cái xuống lôi đài, cảnh tượng vô cùng máu tanh. Đinh Mộng Nhiên càng thêm sợ hãi, trốn ở sau người giang sách lạnh run. Nơi này, thật sự là nhà máy sản xuất thép sao. Si Hổ dẫn theo giang sách, Đinh Mộng Nhiên đi tới trước mặt một người đàn ông có dáng người mập lùn ục ịch. Người này có một bộ dâu quai nón, cả khuôn mặt đỏ bừng bừng, vừa nhìn là biết kẻ đã say rượu quá độ. Người này, chính là Thiêu Hồ Tử. Si Hổ cung kính nói, đại ca, hai vị này nói là đã từng liên hệ với anh ngày hôm qua, là người của sản xuất nhiệt đinh, muốn tới bàn chuyện làm ăn với. Anh, Thiêu Hồ Tử trực tiếp xem nhẹ giang sách, ánh mắt dừng ở trên người đinh mộng nghiên đánh giá. Nhìn từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đầu. Nhìn một hồi, trong ánh mắt bắn ra từng tia sáng, hưng phấn không thôi, anh ta đã rất lâu không gặp được người phụ nữ chất lượng tốt thế này rồi phải giành được, tất phải giành được." Anh ta cười hề hề nói, "Sản xuất nhiệt đinh, đinh Mộng Nghiên." Đinh Mộng Nghiên bị ánh mắt tà ác của anh ta nhìn mà có chút sợ hãi, trốn ở sau người Giang Sách nói, "Phải, là tôi. Ngày hôm qua ông nội tôi Đinh Trọng đã xác nhận với anh, muốn thu mua một lượng lớn vật liệu thép, không biết phía bên anh có hàng không?" Đinh Mộng Nghiên thật sự hoài nghi. Chỗ này trông thế nào cũng không giống một nhà máy chuyên chế tạo vật liệu thép chuyên nghiệp mà trông giống là một nơi để đánh hắc quyền dưới lòng đất hơn thiêu hồ tử gật đầu có hàng đương nhiên có chẳng qua ánh mắt anh ta quét một vòng trên người đinh mộng nghiên cười ha ha nói vì sao tôi phải bán cho cô đây đinh mộng nghiên sửng sốt đây là có ý gì cô hỏi thưa anh trước đó không phải chúng ta đã bàn xong cả rồi sao ai nói chút chút thôi lại chưa ký hợp đồng hiện tại có nhà ra giá cao hơn bên cô cho nên vì sao tôi phải bán cho cô mà không bán cho người khác đinh mộng nhiên thật sự không biết phải nói gì có ai buôn bán vậy à nhưng trong cái dạng này của thiên hồ tử nói đạo lý với anh ta mà được à cô hỏi thế anh muốn thế nào mới bằng lòng bán cho tôi thiệu hồ tử vui vẻ vỗ tay phát ra tiếng ha ha nói đơn giản thôi cô có thể khiến tôi vui vẻ tôi sẽ bán vật liệu thép cho cô nếu đêm nay cô đủ cố gắng khiến tôi vui vẻ thì tôi còn bớt giá cho cô đó. Vũ nhục, vũ nhục trắng trợn. Đinh Mộng Nhiên tức đến toàn thân phát run, hận không thể đi lên tát cho đối phương một cái. Nhưng cô vẫn kìm lại, hôm nay mục đích của cô là ký kết hợp đồng, mua được vật liệu thép, vì mục đích này, cô phải cố hết sức mà kiềm chế. Cô trực tiếp từ chối nói, không làm được. Không làm được, vậy cô có thể đi rồi, tôi không bán. Anh, lúc này, Giang sách đứng ra nói, nếu không, chúng ta đổi điều kiện. Thiêu hồ tử nhìn thoáng qua giang sách, điều kiện gì? Giang sách chỉ chỉ người đàn ông tóc dài trên lôi đài, lạnh nhạt nói, người nơi này của các anh có vẻ đều thích đánh hắc quyền nhỉ. Nếu tôi có thể đánh bại cấp dưới của anh, anh bán vật liệu thép cho chúng tôi, thế nào? chương 443, quá mức khủng bố. Thiêu hồ tử lập tức bị khơi dậy lửa giận, sợ. Ha ha, cậu đã muốn chết, tôi đây sẽ chịu tiền chôn cậu muốn đánh nhau đúng không được biện tông dạy dỗ tên vô dụng này một trận cho tao giang sách mỉm cười xoay người đi lên lôi đài đinh mộng nhiên lập tức đi theo giữ chặt giang sách nói giang sách anh đừng kích động chuyện này coi như thôi nhé kia chính là cao thủ hắc quyền chính quy đó tuy anh cũng rất có tài nhưng vẫn có cách biệt với người chuyên nghiệp như người ta bỏ đi giang sách nhẹ nhàng dài tay đinh mộng nhiên 10 giây Đinh Mộng Nhiên ngẩn cả người, cái gì? Anh nói, 10 giây, anh chỉ cần 10 giây là có thể giải quyết xong anh ta. Ngông cuồng vậy à? Mọi người thi nhau lắc đầu, hiện tại người trẻ tuổi thật sự là không biết nặng nhẹ, dám mạnh miệng nói như vậy, đó là vì còn chưa được chứng kiến sự lợi hại của Biện Tông, chờ anh được biết Biện Tông mạnh cỡ nào, anh có hối hận cũng không kịp. Đồng thời, Thiêu Hồ Tử cũng liếm môi, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Đinh Mộng Nhiên. Chỉ cần gian sách chết, anh ta sẽ lập tức đoạt người phụ nữ này về không theo đúng không vậy thì cường bảo đương lúc anh ta miên man suy nghĩ giang sách đã lên đài đứng ở đối diện biện tông trước mắt bao người trọng tài công khai nói trận đấu quyền dưới lòng đất cấm sử dụng bất cứ vũ khí nào trừ cái đó ra không có bất cứ hạn chế nào khác trận đấu bắt đầu tất cả mọi người đều nhìn giang sách với ánh mắt cười nhạo sợ là không tới vài giây người đàn ông này sẽ trở thành một người chết biện tông đánh nhau thật sự không biết nặng nhẹ hễ ra tay là vô cùng độc ác giang sách nhìn qua không khác gì người bình thường người như thế lên lôi đài có khác gì chịu chết đâu trận đấu bắt đầu biện tông vô cùng khinh địch mà ngoắc ngoắc ngón tay với giang sách anh ta chỉ vào bụng mình đừng có nói là tao bắt nạt mày nhé tới đây đánh nơi này này tao nhường mày đánh một quyền nhường ha ha nhường chiến thần tu la công kích anh ta vẫn là người đầu tiên dám làm vậy Giang Sách cũng không khách khí, bình tĩnh đi đến trước mặt Biện Tông, cũng không thấy anh ra sức gì cả, nhẹ nhàng bâng cua đánh ra một quyền. Tất cả mọi người đều cho rằng nắm đấm của Giang Sách không có chút sức lực nào, không khác nắm bông là bao. Năng lực chống cự của Biện Tông tương đối mạnh, hẳn là không có áp lực gì với một quyền này. Nhưng kết quả lại khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Nắm đấm của Giang Sách đấm lên bụng Biện Tông, sau đó, chỉ nghe thấy âm thanh răng rắc trong nháy mắt, rất nhiều cây xương sườn bị đánh gãy. Biện tông giống như quả bóng bay, vù 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 bay ra ngoài. Bình bịch một tiếng, nện vào trên tường. Trong nháy mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Ai có thể nghĩ đến, giang sách nhìn qua yếu đuối, nhưng lại có sức lực lớn đến vậy. Quá mức khủng bố. Thiêu hồ tử cao mày, vung tay lên, lập tức lại có một người đàn ông lên lôi đài, tiếp tục chiến đấu với giang sách. Đinh mộng nhiên nóng nảy, thiêu hồ tử không phải nói là chỉ cần giang sách đánh thắng thì sẽ ký hợp đồng sao nói mà không giữ lời gì hết đánh xong rồi còn cho người thứ hai lên thiêu hồ tử cười ha ha là đánh thắng cấp dưới của tôi là được vấn đề là tôi lại chưa nói phải đánh bao nhiêu người mà đây là anh ta tuyên bố muốn đùa giỡn cô đó đinh mộng nghiên vừa nóng vừa giận mà giang sách lại hoàn toàn trái ngược chỉ thấy hai mắt giang sách đỏ tươi để lộ ra một luồng sát khí khủng khiếp trận đánh nhau trước đó đã khơi gợi dục vọng chiến đấu của anh, nhưng anh căn bản đánh còn chưa đã ghiền. Hiện tại, anh chỉ. chương 444, giang sách không nhúc nhích tí nào. Thiêu hồ tử khinh thường nói, danh con, chớ đắc ý. Vừa rồi biện tông mà cậu đánh thắng chỉ là tuyển thủ tuyến hai thôi, còn vị này. Không đợi anh ta nói xong, giang sách đã lao như gió đến trước mặt người đàn ông. Phần khủy cùng đầu gối đồng thời đánh ra, thoáng chốc người đàn ông trước mặt ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh. Không cần đánh nhau. Giang sách giơ hai tay lên nhìn dưới đài, người tiếp theo. Cực kỳ ngông cuồng, nhưng cũng có vốn liếng để ngông cuồng. Giang sách mạnh khiến cho người ta khó có thể tin, phải biết rằng, Người đàn ông Anh vừa mới bị xử gọn trong một chiêu chính là kẻ mạnh xếp thứ tư trên bảng xếp hạng, nhưng đứng trước mặt Giang sách lại giống như tờ giấy, không chịu nổi một kích thiêu hồ tử có chút không chịu nổi rồi anh ta phẫn nộ quát báo đốm xài lang hai người chúng mày cùng lên hai người đàn ông này chính là kẻ xếp thứ ba và thứ hai trên bảng xếp hạng dưới tình huống bình thường một trong hai kẻ này ra trận cũng có thể giết chết một đống người càng đừng nói đến chuyện cả hai người cùng ra trận báo đốm am hiểu thái quyền xài lang thì am hiểu karate kỹ thuật cùng sức mạnh của hai người đều thuộc hàng đỉnh cao bất kể là ai nếu bị hai người bọn họ liên thủ đánh cho đều không còn hy vọng sống sót, càng chẳng nói đến việc chiến thắng bọn họ. Bầu không khí tại hiện trường lại được đẩy lên đến cao trào. Đinh Mộng Nhiên toát mồ hôi thay Giang Sách, cảm thấy vô cùng lo lắng cho tình trạng của anh. Nếu Giang Sách không khống chế được cuộc diện lần này, cô nên làm sao bây? Giờ, Giang Sách, cầu xin anh, nhất định phải sống sót. Đinh Mộng Nhiên yên lặng cầu nguyện trong lòng. Quân chúng nhiệt tình hò hét không khí hoàn toàn bị đốt cháy. Giang sách, báo đốm, xài lang ba người đứng thành hình tam giác, hai người kia thì nhìn chằm chằm giang sách, thu hết mỗi động tác của giang sách vào trong mắt. Lúc trọng tài vung tay lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Báo đốm là người thứ nhất vào tới, quả đấm lao thẳng đến vị trí trái tim của giang sách, nhưng mà, giang sách đúng lúc vươn tay, ngăn cản được tay của báo đốm. Xài lang chấp thời cơ mà đến, móng vuốt cào vào cổ họng giang sách. Phụt, Giang sách cũng một phát bắt lấy tay xài lang. Liên tục hai lần, bắt lấy tay của hai người, tốc độ cùng độ chính xác của giang sách vượt xa so với hai người đàn ông còn lại. Đinh mộng nghiên thở hắt ra. Có điều thiêu hồ tử thì lại lộ ra nụ cười gian trá, theo ý anh ta, hành động lần này của giang sách không khác gì tự sát. Khán giả cũng phải nở nụ cười. Báo đốm và xài lang không chỉ có kỹ thuật cao siêu, mà sức mạnh của bản họ cũng lớn đến dọa người sức lực của bất kỳ một trong hai đều có thể so với sức của bảy tám người bình thường, huống chi là hai người liên thủ. Ai, trận đấu này không có gì hay để xem hết. Mọi người thi nhau cảm thán, xem ra giang sách chết chắc rồi. Báo đốm và xài lang đương nhiên cũng nghĩ như vậy. Hai người bọn họ đồng thời dùng lực, muốn chèn ép sức lực của giang sách, nhưng kết quả lại là. Giang sách không nhúc nhích tí nào. Báo đốm sừng sốt, nhìn về phía xài lang bên cạnh, mới phát hiện xài lang cũng đang nhìn về phía mình. Hai người bọn họ đương nhiên hiểu trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Nguồn sức mạnh vĩ đại của bọn họ thế mà lại không thể khắc chế sức mạnh của đối phương. Không thể nào, căn bản không có khả năng này. Hai người đồng thời tăng lực, muốn vật ngã giang sách, nhưng kết quả lại thật xấu hổ. Bọn họ thử hết lần này đến lần khác, nhưng giang sách giống như tảng đá, không nhúc nhích tí nào. Những người khác cũng không khỏi ngẩn người. Bọn họ không nhìn ra báo đốm và xài lang đã dùng sức, còn tưởng hai người kia đang trêu đùa giáng sách. Thiệu hồ tử thì hô lớn, đủ rồi đó, hai đứa chúng mày đừng đùa nữa, nhanh giải quyết trận đấu này đi. chương 445, một đám vô dụng. Báo đốm cùng xài lang có khổ trong lòng mà không thể nói, bọn họ đâu có không muốn giải quyết nhanh chóng trận đấu này. Mà là muốn giải quyết, nhưng căn bản không có cách nào giải quyết đấy chứ. Giang sách sức lớn đến lạ, sức lực quả thật sắp vượt cả tê giác rồi giang sách lẳng lặng nhìn hai người bọn họ lạnh nhạt nói quỳ xuống cho tôi trên tay anh hơi dùng sức hai người bịch một tiếng quỳ xuống người đàn ông xếp thứ ba và thứ hai trên bảng xếp hạng cứ thế đồng thời quỳ gối trước mặt giang sách một màn này khiến cho quần chúng mở rộng tầm mắt tình huống gì vậy trượt chân à một người quỳ còn có thể coi là trượt chân chứ hai người đồng thời trượt chân thì chắc không thể nào đâu thiêu hồ tử lại càng thêm hoang mang hơn. Hai đứa chúng mày đang làm gì vậy? Anh ta quát lớn. Báo đốm muốn phản kháng, lại bị giang sách một cước đạp ra ngoài, lăn từ trên lôi đài xuống dưới đất, hôn mê luôn. Sau đó, giang sách sách xài lang lên, lạnh lùng nhìn đám người xung quanh. Tặng cho các người đó. Anh cuồng vọng trực tiếp vứt xài lang vào đám người, cao thủ đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, cứ thể bị giang sách tùy ý ném như đồ bỏ đi chỉ tầm một phút đồng hồ trận đấu kết thúc người đàn ông này quả thực mạnh quá sức tưởng tượng của mọi người trong nháy mắt dưới đài vang lên những tiếng vỗ tay kịch liệt trước đó mọi người còn tưởng giang sách sẽ thất bại ai biết người đàn ông này vậy mà có thể mạnh đến mức lấy một địch hai thật đúng là quái vật giang sách nhìn về phía thiêu hồ tử còn có ai không bảo bọn họ cùng lên đi thiêu hồ tử nhìn xung quanh một vòng các tuyển thủ khác đều cúi đầu không một ai dám đi lên phải biết rằng, bọn họ chỉ là tuyển thủ bình thường, thực lực kém hơn đám báo đốm, xài lang không biết bao nhiêu, đến những cao thủ kia còn bị giải quyết dễ dàng, bọn họ đi lên chẳng khác nào muốn chết sao? Một đám vô dụng, hiện tại người có thể đánh bại Giang Sách chỉ có người đàn ông đứng đầu bảng xếp hạng kia, nhưng vấn đề là, bây giờ còn không có cách nào gọi anh ta ra. Bất đắc dĩ, Thiêu Hồ Tử chỉ có thể hướng về phía Giang Sách nói, "Nhóc con, coi như cậu có bản lĩnh, đi theo tôi." anh ta xoay người rời đi giang sách xuống lôi đài dẫn theo đinh mộng nhiên cùng đuổi kịp bước chân của thiêu hồ tử bọn họ đi tới nhà kho dưới chỉ thị của thiên hồ tử đám công nhân mở ra một mặt vải lộ ra vật liệu thép bên dưới những vật liệu thép này chính là hàng mà hai người muốn đúng không đinh mộng nhiên đi lên nhìn thử quả nhiên những thứ này chính là hàng hóa mà đinh trọng nói muốn thu mua phải thiêu hồ tử nói hiện tại đi ký hợp đồng ký hợp đồng xong thì giao tiền trước, tôi đều đã chuẩn bị xong hàng, buổi chiều mai hai người đến lấy là được. Lúc này Đinh Mộng Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy một đường nhấp nhô, nhưng tốt xấu gì kết quả cũng không tệ. Cô và Thiêu Hồ Tử ký hợp đồng, sau khi xác nhận không có nhầm lẫn gì thì thanh toán tiền bạc, dựa theo ước hẹn xế chiều ngày mai sẽ đến lấy hàng. Toàn bộ thủ tục đều đã hoàn tất, Đinh Mộng Nhiên vội vã cùng Giang sách rời khỏi nhà máy. Nơi này giống như một địa ngục, Đinh Mộng Nghiên không hề muốn nán lại dù chỉ một giây. Đợi bọn họ đi rồi, Si Hổ mới nói, đại ca, số hàng bọn họ muốn gấp đôi số hàng tồn kho của chúng ta có thừa, chúng ta đâu có nhiều hàng cho bọn họ như vậy. Thiêu Hồ Tử cười khẩy nói, cho một nửa là được rồi, nửa còn lại, dùng hàng thứ phẩm nhét vào. Hả, lỡ bọn họ nhìn ra thì phải làm sao đây? Nhìn ra thì, Thiêu Hồ Tử cười giả dối nói, mày đi thả, quỷ nam ra, nhốt lâu như vậy, cũng nên cho nó ra ngoài kiếm ăn rồi. chương 446, Phép vua thua lệ làng. Quỷ Nam là người đàn ông đứng đầu bảng xếp hạng hắc quyền dưới lòng đất. Đến nay chưa từng thất bại. Là ác mộng trong lòng tất cả các quyền thủ, là một sự tồn tại giống như lệ quỷ, hung ác, đáng sợ. Si hổ nuốt một ngụm nước bọt, đại ca, thật sự ổn chứ. Thả quỷ nam ra, chỉ sợ sẽ gây ra không ít mạng người. Thiêu hồ tử cười ha ha, sợ cái gì? Bảo mày làm, mày cứ làm tốt là được rồi. Vâng. Si hổ không dám nói gì nữa, xoay người dựa theo lời thiêu hồ tử dặn mà làm. Thiêu hồ tử lẩm bẩm tự nói, giang sách, ngày mai mày sẽ biết thế nào là người tài giỏi còn có người tài giỏi hơn. Đinh mộng nghiên, tạo nhất định phải đoạt về. Lúc rời khỏi nhà máy, lúc đám công nhân kia nhìn thấy đinh mộng nghiên, tuy vẫn còn chút thèm khát, nhưng chỉ cần nhìn thấy giang sách là sẽ sợ tới mức lui ra phía sau, không có thêm một động tác dư thừa nào. Chuyến đi này, giang sách khiến cho bọn họ khắc sâu cảm nhận cái gì gọi là khủng bố. Hai người bọn họ cứ thế nghênh ngang đi ra ngoài, hiện tại, không còn có bất cứ kẻ nào dám đi lên muốn chết. Ra khỏi nhà máy, hai người lên xe. Giang sách khởi động xe rời đi. Hiện tại chúng ta đi đâu? Đinh Mộng Nghiên hỏi. Về khách sạn đi. Công viên Long Dương cũng không phải nơi tốt lành gì, mặc dù Giang Sách rất lợi hại, nhưng để an toàn, có thể không tùy tiện chạy loạn thì vẫn đừng nên chạy loạn. Ở khách sạn bình thản yên tâm đợi đến giữa trưa ngày mai, đi lấy hàng, sau đó về nhà. Tất cả thuận lợi thì sẽ là như vậy. Ninh Mộng Nghiên hỏi, Giang Sách, anh cảm thấy Thiêu Hồ Tử sẽ dựa theo ước định mà giao hàng cho chúng ta sao? Tuy đã ký hợp đồng, nhưng loại người như Thiêu Hồ Tử này có quỷ mới biết anh ta có thể tuân thủ làm việc theo hợp đồng hay không. Nếu anh ta không làm theo hợp đồng thì lại phải đi kiện anh ta, cả đống chuyện, nghĩ thôi đã thấy phiền. Giang Sách cười nói, hiện tại nghĩ nhiều cũng vô dụng, tất cả cứ đợi đến giữa trưa ngày mai sẽ có đáp án. Nếu anh ta làm việc dựa theo hợp đồng, vậy thì đôi bên đều vui vẻ. Còn nếu anh ta không tuân thủ hợp đồng, anh hứa với em, nhất định sẽ khiến anh ta không gánh nổi. Lời anh nói không khỏi có chút khoa trương có nói gì thì thiệu hồ tử cũng sống ở công viên Long Dương đã vài thập niên, ở nơi này anh ta thuộc dạng đại đầu xa. Bạn chạy đến địa bàn của người ta, còn nói muốn xử lý người ta. Không khỏi quá không coi trọng thiệu hồ tử rồi. Đinh Mộng Nhiên biết thủ đoạn của giang sách lợi hại, hôm nay cô quả thật đã chứng kiến được một mặt hung ác của giang sách, loại sát ý được hun đúc từ tây cảnh thật sự không phải người bình thường có thể chịu nổi. Nhưng giang sách có lợi hại đến mấy cũng chỉ có một mình, phép vua thua lệ làng lỡ giang sách lật thuyền trong mương thì phải làm sao đây cho nên trong lòng đinh mộng nhiên yên lặng cầu nguyện giữa trưa ngày mai nhất định đừng xảy ra bất cứ chuyện gì nghiệm hàng xong trực tiếp rời đi đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên giang sách đạp chân phanh lại đinh mộng nhiên chưa kịp phản ứng thân thể lao về phía trước thiếu chút nữa bị cụng đầu ai ra sao thế đinh mộng nhiên hỏi giang sách không nói gì chỉ chỉ phía trước chỉ thấy đường cái thông đến khách sạn bị chặn kín một đám người đang vây quanh như tìm thấy vật thể mới lạ giang sách cầm điện thoại xem bản đồ hướng dẫn muốn đến khách sạn chỉ có một con đường này anh nhíu mày nếu cứ bị chắn thế này thì đến khi nào thì mới có thể về khách sạn hả em ngồi trên xe đừng đi đâu anh đi xuống xem thử chút xem đã xảy ra chuyện gì vâng giang sách dừng xe xong đẩy cửa bước xuống chen lách vào trong đám người chỉ thấy trước một cửa hàng, một người đàn ông trung niên trên dưới tầm 30 tuổi, trong tay bưng một cái hộp, đang đứng sóng đối với ông chủ cửa hàng. Chương 447, lần này cậu cũng đừng có nói là tôi lừa cậu đó. Cửa hàng này là chuyên môn bán thuốc, thứ người đàn ông bưng trong tay nhìn qua có vẻ như là một củ nhân sâm. Ông chủ, lòng dạ ông độc ác quá đi, tôi bỏ ra 150 vạn, ông luôn mồm đồng ý với tôi, nói đây là một củ nhân sâm thiên nhiên khoảng 300 năm tuổi trở lên. AI. Kết quả tôi đi tìm người kiểm tra, đừng nói là 300 năm, củ nhân sâm này đến 30 năm tuổi cũng không được. Không đủ số tuổi cũng thôi đi, càng đáng giận hơn là, đây là nhân sâm do con người nuôi trồng, căn bản không phải nhân sâm thiên nhiên gì cả. Bồi thường tiền đi. Ông chủ cửa hàng vuốt dâu, cười khẩy nói, buôn bán chính là như vậy, chính cậu không có mắt chọn còn trách được ai. Hàng một khi đã rời cửa thì tôi không còn phải chịu trách nhiệm. Cậu nói đây không phải nhân sâm thiên nhiên, tôi đâu thể biết được trên đường cậu có đánh cháo, dùng nhân sâm bỏ đi để thay thế cho nhân sâm thiên nhiên vô giá của tôi hay không. Tiền này, tôi không thể trả. Giang Sách gật đầu, thông qua mấy câu nói đơn giản anh đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông trung niên tiêu chí một số tiền lớn để mua một củ nhân sâm giả, ông chủ lại không chịu cho trả hàng, chính là chút chuyện như vậy. Người đàn ông trung niên kia gấp đến độ muốn khóc, "Ông chủ ông không thể như vậy, hiện tại bệnh tình ba tôi đang rất nguy kịch, cần dùng tiền gấp. Ông hoặc là đền cho tôi một củ nhân sâm thiên nhiên, hoặc là đền tiền cho tôi, nếu không ba tôi sẽ chết mất." "Ba cậu sống hay chết liên quan gì đến tôi? Nhanh cút đi. Vì tiền, ông chủ không cần luôn cả thể diện." Người xung quanh đều lạnh lùng vô cảm, hiển nhiên, chuyện như vậy không hề mới lạ gì ở công viên Long Dương, trộm, cướp, lừa gạt việc này mỗi ngày đều xảy ra, mọi người đã sớm nhìn quen rồi. Giang sách bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra thật sự cần thiết phải tăng sức chỉnh đốn công viên Long Dương này một trận, nếu cứ tiếp tục duy trì cục diện này, không biết sẽ còn có bao nhiêu dân chúng lương thiện phải chịu khổ nữa. Anh cất bước đi tới. Hai vị, hai người đừng ầm ý nữa, tôi có một cách vẹn cả đôi đường, không biết hai vị có bằng lòng chấp nhận không? Người đàn ông trung niên và ông chủ cửa hàng đồng thời nhìn về phía giang sách. Ông chủ cửa hàng hỏi, cậu có cách gì tốt? Thật ra rất đơn giản, ông chủ ông không cần cho trả hàng cũng không cần đền tiền, cứ cho người ta chọn một củ nhân sâm trong sạp của ông mang đi là được. Có thể chọn được hàng tốt là do mệnh anh ta tốt. Chọn phải hàng đầu, vậy cũng không thể trách người khác. Ông chủ cửa hàng vui vẻ, thật ra bên trong cửa hàng của ông ta bán toàn hàng giả, thứ tốt thật sự ông ta đã giấu trong phòng riêng, chỉ có người mua đặc biệt đến đây mới có thể mang ra xem. Cho nên, Ông ta có thể yên tâm lớn mật để cho người đàn ông trung niên này chọn thoải mái. Tôi đồng ý với cách này, cậu có thể thoải mái chọn hàng bên trong cửa hàng của tôi. Lần này cậu cũng đừng có nói là tôi lừa cậu đó. Chọn không trúng hàng tốt, đó là do mắt cậu mù, không liên quan tới tôi. Người đàn ông trung niên gật đầu. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, ông chủ cửa hàng có nói gì cũng khó có khả năng trả tiền, có thể đồng ý với điều kiện này đã xem như đặc biệt khai ân rồi anh ta dạo qua một vòng trong cửa hàng, liếc mắt một cái đã nhìn chầm chầm củ nhân sâm thiên nhiên niêm yết giá 9 triệu 999 nghìn 999. Đó là củ nhân sâm thiên nhiên bán đắt nhất cả cửa hàng, bán tương đối tốt. Tôi muốn củ này. Trong lòng ông chủ cửa hàng mừng thầm, củ nhân sâm kia thật ra cũng là hàng do người trồng, hơn nữa chỉ là củ to đầu, đẹp mã, chứ giá trị y tế thực dụng lại cực thấp. Giá thị trường cũng chỉ tầm 5 vạn tệ, Dùng nhân sâm 5 vạn tệ đổi lấy 150 vạn, đủ giá trị. Đúng lúc này, Giang Sách ngắt lời người đàn ông trung niên, cười nói, tôi cảm thấy củ nhân sâm này tốt hơn đó. Hừm. Ánh mắt mọi người đồng thời nhìn qua. Chỉ thấy Giang Sách nhặt ra một củ nhân sâm vừa ngắn lại vừa đẹp từ trong đống hàng rách nát, siêu siêu vẹo vẹo, bẩn thỉu, trông khác khó coi. Đó là mặt hàng ông chủ cửa hàng thu mua từ đám bán hàng rong gần đây. Mỗi tháng ông ta đều đến chỗ đám người bán hàng rong kia để thu mua nhân sâm, sau đó lấy. chương 448, có giá thế cơ Hà Người đàn ông trung niên cũng rất khó hiểu đối với đề nghị của Giang Sách. Cậu này, tôi cảm thấy củ nhân sâm trên tay cậu cũng không phải hàng tốt lắm đâu. Giang Sách cười, cầm nhân sâm đi tới, nói với ông chủ, ông chủ, vậy chi bằng ông mở lòng từ bi, bán cả hai củ cho anh ta đi. Ông chủ cửa hàng sửng sốt, sau đó lập tức gật đầu, Cậu lại còn muốn được đằng chân lân đằng đầu hả, có điều cũng không sao, tôi đại nhân có đại lượng. Nhân sâm mà hai người chọn, tôi đều cho. Củ nhân sâm trước có giá trị 5 vạn tệ, còn củ sau đó giang sách chọn, có lẽ còn không được đến 50 tệ. Ông chủ cửa hàng căn bản rất hời hợt, coi nó thành đổ vứt đi mà tặng người ta. Chỉ cần có thể đuổi hai người này đi, đừng nói là một củ vứt đi, có cho cả đống rác kia cũng được. Chọn xong ông chủ cửa hàng bảo nhân viên cấp dưới gói hại củ nhân xâm lại. Lúc này, một ông cụ đi ngang qua, ông ta mặc một thân áo dài màu xanh, trên mặt đeo kính, dáng vẻ lịch sự. Người quen biết sẽ biết, vị này là bậc thầy có tiếng trong giới dược liệu Hồ Chính Thanh. Mỗi ngày ông ta đều đi dạo mấy tiệm thuốc ở đây, nhìn xem đóng hàng mà mỗi cửa tiệm thu mua được, lấy giá thấp để mua về một đống hàng tốt. Vừa rồi ông ta vẫn một mực xem náo nhiệt, cũng không coi trọng lắm, nhưng đợi đến lúc Giang Sách nhặt ra củ nhân sâm kia, hai mắt ông ta sáng lên, cảm giác có chút không tầm thường. Ông ta càng xem càng cảm thấy thứ vứt đi kia là đồ tốt, không nhịn được đi vào cửa hàng, chủ động nói: "Các vị, có thể cho tôi xem qua củ nhân sâm này không?" Ông chủ cửa hàng rất quen thuộc với Hồ Chính Thanh, biết ở phương diện này thì ông ta chính là bậc thầy. "Ôi, thầy Hồ muốn xem sao? Vậy thì mời thầy xem." Ban đầu ông chủ cửa hàng còn tưởng rằng Hồ Chính Thanh muốn xem củ nhân sâm niêm yết giá 9 triệu ,999 999.999 kia, kết quả xấu hổ chính là Hồ Chính Thanh lại mở gói bọc thứ vứt đi kia. Ông ta dùng tay phủi đi tầng bùn đất bên ngoài, lúc nhìn thấy, hàng, bên trong, cả người đều ngây ra. Đây là... Vẻ mặt Hồ Chính Thanh hoảng sợ, lấy kính hiển vi ra từ trong lồng ngực, quan sát lại nhân sâm một lần. Càng xem càng kinh hãi càng xem càng vui sướng nhìn đến cuối cùng trên mặt hồ chính thanh lộ ra một tầng ửng hồng ông ta thu lại kính hiển vi kích động nói với người đàn ông trung niên người anh em này có thể bán củ nhân sâm này cho tôi không tôi bằng lòng bỏ ra ba vạn mua nó mọi người nghe xong thì vô cùng kinh ngạc ai cũng biết hồ chính thanh yêu nhất chính là mua giá thấp bán giá cao ánh mắt vô cùng độc đáo cho tới bây giờ chưa từng thất bại ông ta bằng lòng bỏ ra ba vạn để mua thế thì giá trị của nó tuyệt đối không chỉ dừng lại ở ba vạn. Người đàn ông trung niên tùy ý liếc nhìn củ nhân sâm kia, vừa bẩn lại vừa xấu, mặt hàng kém, có thể bán với giá 3 vạn cũng không tệ rồi. À, thật ra tôi cũng không cần nó. Ông bằng lòng bỏ ra ba vạn mua nó thì tôi đây. Người đàn ông trung niên muốn bán, nhưng lại bị giang sách ngăn lại. Giang sách mỉm cười nhìn về phía Hồ Chính Thanh nói, ba vạn, có phải ít quá không? Hồ Chính Thanh đúng lý hợp tình nói, ba vạn không ít đâu, cái này nếu là người khác mua, 300 tệ cũng chưa chắc người ta chịu bỏ tiền. Vậy sao? Giang sách đoạt đồ lại, tôi cũng không phải kẻ bịp bợm, nếu không đáng giá ba vạn, vậy thì không bán nữa. Đừng, đừng, Hồ Chính Thanh vội vã hỏi, cậu muốn bao nhiêu tiền? Ra giá đi. Giang sách mỉm cười, bao nhiêu tiền cũng không bán. Nhìn đến đây, ông chủ cửa hàng cảm thấy được có phần kỳ lạ, không phải chỉ là một món đồ vứt đi thôi sao? Hồ Chính Thanh có cần coi trọng thế không, lại còn cho đối phương ra giá. Càng buồn cười hơn chính là, đối phương còn nói bao nhiêu tiền cũng không bán. Có giá thế cơ à. Chương 449, tổ chức ngầm lớn nhất. Ông chủ cửa hàng cười hề hề nói, "Thầy Hồ, nếu thầy muốn mua, 3 vạn tệ, động kia tôi bán hết cho thầy, thầy lấy không?" Hồ Chính Thanh trợn trắng mắt cái đống rác rưởi kia thì có giá trị cái con khỉ gì đâu. Giang sách nở nụ cười, lắc đầu, đặt nhân sâm đặt vào trong tay người đàn ông trung niên, lạnh nhạt nói, củ này, là nhân sâm thiên nhiên cực phẩm có tuổi thọ vượt qua cả ngàn năm, lấy về cứu mạng ba anh đi. Toàn trường sửng sốt, ngàn năm tuổi thọ, nhân sâm thiên nhiên cực phẩm. Anh đang kể chuyện cười quốc tế à? Ông chủ cửa hàng căn bản không tin vào tay mình, nhưng nhìn vẻ sốt ruột lại không thể phản bác của Hồ Chính Thanh thì biết chuyện này tám phần là thật rồi. Với mắt nhìn của Hồ Chính Thanh, nhất định không có khả năng nhìn nhầm. Ông chủ cửa hàng ngây ra như phóng, nếu giang sách nói là thật thế thì giá trị của củ nhân sâm này chính là Xin lỗi nhé, không tính nổi. Cực phẩm nhân sâm nhân gian hiếm thấy, có tiền cũng không mua được, nếu có người thật sự cần mà nói, có trả bao nhiêu tiền cũng bằng lòng mua. Vài trăm triệu, thậm chí là hơn tỷ, cũng hoàn toàn có khả năng. Tim ông chủ cửa hàng như đang nhỏ máu, ông ta tùy tiện liền coi nhân sâm thiên nhiên ngàn năm vô giá trở thành đồ bỏ đi mà tặng người hả. Không được, tuyệt đối không được. Ông ta bất chấp hình tượng, trực tiếp nhảy ra khỏi quầy hàng, giơ tay muốn cướp lại nhân sâm thiên nhiên. Người đàn ông trung niên tay lanh mắt lẹ, nhanh chóng trốn sang bên. Anh ta cũng không ngốc, củ nhân sâm này có giá trị lớn bao nhiêu, Mặc dù anh ta không biết giá thị trường, nhưng cũng biết tuyệt đối không phải chỉ bỏ ra 150 vạn là có thể mua được, mấu chốt chính là có củ nhân sâm này, bệnh của ba anh ta sẽ chữa được. Cậu trả tôi, tôi không bán nữa. Tôi lập tức trả lại cậu 150 vạn, cậu trả củ nhân sâm thiên nhiên này lại cho tôi. Người đàn ông trung niên vội vàng lui về phía sau, bảo vệ cho củ nhân sâm. Thiên nhiên kia, Giang Sách mỉm cười đi tới nhẹ nhàng khoác tay lên vai ông chủ cửa hàng lời nói ra ngoài như nước đổ đi muốn thu về cũng không thu được chấp nhận đi chấp nhận chấp nhận cái bà nội mày ông chủ cửa hàng giơ tay muốn đấm cho giang sách một quyền giang sách thoải mái tránh thoát sau đó vung tay áo cả người ông chủ cửa hàng bay ra ngoài bịch một tiếng nện lên mặt quầy hàng ôi đau chết mất đồ khốn nạn mày dám đánh tao mày có biết tao là ai không tao chính là người vân dương đó nhanh trả cổ nhân sâm thiên nhiên kia đây sau đó dập đầu xin lỗi ông nội mày nếu không tao sẽ không tha cho mày giang sách lắc đầu có vài người chính là không biết học không anh đi đến cởi giày của ông chủ cửa hàng sau đó nhét nửa cái giày vào trong miệng ông chủ cửa hàng ừm hiện tại yên tĩnh hơn rồi giang sách đứng dậy đi ra ngoài hồ chính thanh gọi anh lại người trẻ tuổi cậu gây ra họa lớn rồi ồ họa lớn gì vân dương kia chính là tổ chức ngầm lớn mạnh nhất công viên Long Dương đó, đắc tội với bọn họ chính là đắc tội với Điện Diêm Vương của khu Long Dương, bọn họ sẽ lấy mạng cậu. Tổ chức ngầm lớn nhất, Điện Diêm Vương. Giang Sách thoải mái lắc đầu, nếu Vân Dương là Điện Diêm Vương, thế thì Giang Sách chính là trời. Khu Long Dương hỗn loạn, đục ngầu không chịu nổi như vậy, cũng đã đến lúc dọn dẹp rồi, nếu Vân Dương dám xuất hiện, Giang Sách sẽ khiến cho bọn họ biết kết cục của việc đấu với trời là gì. Thầy Hồ, cảm ơn lời khuyên của thầy nhé. Tạm biệt. Giang sách cất bước đi về phía xe của mình, mới vừa đi được một nửa, người đàn ông trung niên kia vội vã ôm chặt cổ nhân sâm đi tới, bịch một tiếng quỷ gối trước mặt Giang sách. chương 450, xong luôn rồi. Giang sách ngẩn cả người. Anh đây là... Người đàn ông nước mắt nước mũi tèm lem nói, cậu này, cầu xin cậu hãy cứu lất mạng ba tôi. Giang sách nghi ngờ nói, nhân sâm cũng đã cho anh, còn cần tôi làm cái. Gì? Người đàn ông trung niên khóc lóc kể lể nói, nhân sâm thì tôi có, nhưng một người thường như tôi, không biết dùng kiểu gì, chỉ sợ sẽ phá hỏng bảo bối này mất. Nếu cậu đã có thể liếc mắt một cái mà nhìn ra giá trị của nó, thế thì y thuật của cậu nhất định cũng rất cao siêu, cầu xin cậu hãy giúp tôi. Giang sách có chút khó xử nhìn Đinh Mộng Nhiên trong xe. Nếu chỉ có mình anh ở trong này, không cần phải nói, anh sẽ trực tiếp ra tay cứu người. D2. Nhưng anh ở cùng với vợ, lần này mục đích ra ngoài là vì thu mua vật liệu thép, chứ không phải tới để cứu người, cho nên anh sợ Đinh Mộng Nhiên sẽ mất hứng. Ai biết Đinh Mộng Nhiên trực tiếp nổi giận nói, Giang sách, anh có còn nhân tính không hả? Người ta đã cầu xin anh như vậy, anh giúp người ta một phen cũng chẳng mất gì. Giang sách cười khổ một tiếng. Ai, cô vợ này của anh ấy mà, thật sự không biết nên nói như thế nào mới. Phải tốt thì đúng là tốt thật người ngợm cũng xinh đẹp tâm địa lại lương thiện chỉ có điều đầu óc có chỗ chết não giang sách anh có điều kiêng kỵ còn không phải là vì em sao lên xe giang sách bảo người đàn ông trung niên lên xe dẫn anh ta về nhà căn cứ theo giới thiệu của người đàn ông trung niên anh ta tên là hoàng lực ngôn nhà ở tại vùng ngoại thành dưới sự chỉ dẫn của hoàng lực ngôn giang sách lái xe đến nhà anh ta kết quả mới vừa lái chưa tới 20 phút, nhìn thấy trên đường cái rộng lớn. Phía trước nằm vắt ngang một cây đại thụ. Một đám đàn ông mặc đồ đen, trên quần áo theo hình mặt trời tụ lại như một đám quạ đen, chắn hết con đường phía trước. Hoàng Lực Ngôn là người địa phương, cho nên đương nhiên biết bọn họ là... Ai? Là người Vân Dương. Ông chủ cửa hàng là một trong đám cán bộ Vân Dương, ông ta bị đánh, cao tầng của Vân Dương nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Xong rồi, xong rồi hoàng lực ngôn luống cuống chân tay đắc tội với vân dương chẳng khác nào đắc tội với điện diêm vương ở công viên long dương sợ là không có đường sống rồi anh ta đã nghĩ đến việc người vân dương sẽ trả thù nhưng thật không ngờ chính là đối phương lại đến nhanh như vậy cũng không để anh ta thời gian kịp cứu người xe chậm rãi dừng lại hoàng lực ngôn sốt ruột nói cậu này chúng ta quay đầu chạy đi không đợi anh ta nói xong chỉ thấy mặt sau lại ngã xuống thêm một thân. Cây vĩ đại nữa, hơn 20 người đàn ông mặc đồ đen tay cầm đao sắc đi tới. Xong luôn rồi. Hoàng lực ngôn tuyệt vọng ngẩng đầu, ba à, con trai bất hiếu, sợ là phải rời nhân thế trước ba một bước rồi. Giang sách cười, lạnh nhạt nói, hai người ở trên xe, đóng cửa lại, mặc kệ bọn họ có gõ thế nào cũng không được hoảng. Hoàng lực ngôn sửng sốt, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ Giang Sách còn muốn ra ngoài đánh nhau với bọn họ? Anh ta đoán đúng rồi. Giang Sách đẩy cửa mà ra, thuận tay đóng cửa xe lại, Đinh Mộng Nghiên lập tức dựa theo lời Giang Sách nói, khóa hết cửa kính xe lại. Hoàng Lực ngôn sốt ruột nói, cậu ấy đang làm gì vậy? Một mình đấu với 450 người sao? Cậu ấy không muốn sống nữa à?